vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 49. Đột ngột đến cực điểm, đánh thức không ít người từ trong giấc ngủ. Đối với võ giả Trạm Thị chạy trốn hơn một tháng mà nói, thanh âm của mũi tên tựa như ác mộng của bọn họ không biết tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần tộc nhân của mình chết dưới mũi tên nhọn. Từng người một nhảy lên khỏi giường, ánh sáng của mặt trời lặn được phản chiếu trước cửa sổ. Mấy ngày nay án giỏ nằm xương, hôm nay trở lại Thiên Long Trang, rất nhiều người trước tiên lựa chọn ngủ một giấc thật ngon, bổ sung thể lực, tùy thời chuẩn bị nghênh đón đại chiến có thể sẽ đến, nhưng không nghĩ tới, kẻ địch đến nhanh như vậy. Trạm Bố Văn vẻ mặt buồn bã, hoảng hốt mang giày, tôi đã sớm nói, Thiên Long Trang không an toàn, mọi người xem, hiện tại linh nghiệm rồi chứ. Im miệng, một người bên cạnh nổi giận gầm lên, ngươi còn nhiều miệng, có tin lão tử quất chết ngươi hay không? Ngươi học Mục Tư Thiếu gia người ta, đại nạn đứng đầu, người ta có nhiều trách nhiệm. Trạm Bố Văn ngơ ngác, võ giả bên cạnh này, chỉ là một người bình thường của Trạm Thị, hắn không giống, hắn ở trong hậu bối trẻ tuổi của Trạm Thị có địa vị cực cao, bình thường hắn nói một, đối phương cũng không dám nói hai, nhưng hiện tại, hắn lại giống lên với mình. Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Trạm Bố Văn nổi giận, nói chuyện với một người sợ chết, võ giả đã mang giày xong, hơn nữa mang theo binh khí, sải bước lao ra khỏi phòng, cùng những người khác tụ hợp. Võ giả Trạm Thị, lui sang một bên, một thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến. Võ giả Trạm Thị không khỏi nhao nhao ngẩng đầu lên, vị trí nóc nhà, một bộ thân hình cao lớn, chắp tay mà đứng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như đang mang trên lưng một vầng hoàng hôn bao la. Khí tức tràn ngập trên người khiến người ta không tự chủ được lòng sinh sùng bái. Thiếu chủ Cửu Huyền, Sở Trần, anh muốn một mình ứng chiến. Từ tiếng động tĩnh xung quanh vang lên, có thể nghe ra được, bên ngoài Thiên Long Trang, ít nhất đã tụ tập hơn trảm võ giả đội tuần tra thiên ngoại thiên. Từng mũi tên mang theo tính thị uy bay vào Thiên Long Trang. Quả nhiên có khí tức cảnh, hơn nữa chỉ có một người. Thiên Bảo đạo sĩ mỉm cười, con mồi thứ nhất, giao đến tận cửa. Đến rồi. Thanh âm Sở Trần vừa dứt, xung quanh tường vây, từng đạo thân ảnh áo xanh xuất hiện. Cùng với sát khí phóng lên trời. Giết, giống như phong cách võ giả thiên ngoại thiên lúc trước, không mang theo chút dây dưa, tiến vào chính là giết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thiên ngoại thiên có thể trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Chiến Long Đảo, ngoại trừ thực lực tuyệt đối cường đại ra, chính là giết chóc tuyệt đối lãnh khốc vô tình. Không chấp nhận làm nô lệ, giết. Phàm là kẻ phản kháng, giết. Nhìn không vừa mắt. Giết, thông qua giết chóc, chấn động Chiến Long Đảo, cường giả khí tức cảnh dẫn đầu cũng không có tiến vào Thiên Long Trang, mà là đứng ở bên ngoài, thân hình khôi ngô cao lớn, thân mang theo một thanh đao lớn, một trong đặc pháo viên thiên ngoại thiên, Vạn Ba Nam. Võ giả Trạm Thị, lá gan không nhỏ, lại còn dám công khai ở lại Thiên Long Trang. Vạn Ba Nam nhìn về phía trước, lạnh lùng cười, các ngươi thật sự cho rằng có thể làm được thần không biết quỷ không hay sao? Oanh, oanh, oanh. Oanh, thanh âm kinh lôi không hề báo trước vang lên trong Thiên Long Trang. Tầm mắt Vạn Ba Nam lúc này híp lại, lập tức nhảy lên. Mặt trời lặn vừa phải, bầu trời trong xanh, dưới loại tình huống này xuất hiện tiếng sấm quá mức quỷ dị. Khi Vạn Ba Nam lần đầu tiên nhìn qua, cả người trực tiếp ngây người. Từng đạo lôi quang phảng phất mang theo kính ống nhắm bổ xuống trên người thành viên đội tuần tra thiên ngoại thiên. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, theo tiếng ngã xuống đất. Dĩ nhiên là lôi phù. Vạn Ba Nam chấn động, khó có thể tin, võ giả Chiến Long Đảo cũng không có người am hiểu phù đạo công kích. Vạn Ba Nam còn chưa kịp đi tìm người thi triển phù đạo công kích, trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã có hơn phân nửa đội viên tuần tra thiên ngoại thiên ngã xuống đất. Ngay cả võ giả Trạm Thị dưới mệnh lệnh của Sở Trần không được phép tiến lên, giờ phút này cũng trợn mắt há hốc mồm. Công kích như vậy, quá mức cường thế. Sở Trần đứng trên nóc nhà, híp mắt nhìn một màn này. Đây là công kích của ngũ lôi phù đến từ Thiên Bảo Sư Thúc, đông đảo thành viên đội tuần tra thiên ngoại thiên mỗi người sau lưng đều mang theo cung tiễn bằng sắt, đỏ quả thực là cột thu xét. Từng đạo kinh lôi theo cung tiễn xuyên qua thân thể đội viên tuần tra thiên ngoại thiên. Theo tiếng mà ngã, Vạn Ba Nam rốt cục nhìn thấy Thiên Bảo đạo sĩ, một thân đạo bào, trong tay hắn thỉnh thoảng lấy ra từng tấm bùa, ném ra trong nháy mắt, trong khoảnh khắc nổ tung. Chết tiệt, đạo sĩ từ đâu đến? Vạn Ba Nam lập tức cong cung bắn tên, mũi tên sắc bén như phá không thần binh, mang theo uy thế như sấm sét, trùng kích hướng về phía Thiên Bảo đạo sĩ. Thân ảnh Thiên Bảo đạo sĩ nhoáng lên một cái, tòa nhà phía sau hắn sau khi mũi tên nhọn xuyên qua, thanh âm nổ tung vang lên.
khí từ cảnh một mũi tên uy lực. Thấy một màn này, không ít võ giả Trạm thị thần sắc đều ngưng trọng, trái tim thắt lại. Bọn họ đều biết, đối phương chính là cường giả khí tức cảnh đến từ thiên ngoại thiên. Xèo, 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 trong một thời gian, vạn ba nam bày ra thần tiễn thuật không gì sánh kịp, mũi tên sắc bén như ẩn chứa tài năng kinh thế, truy kích thiên bảo đạo sĩ. Thân ảnh thiên bảo đạo sĩ như ảo ảnh tránh né xung quanh. Lúc này, võ giả thiên ngoại thiên vừa mới tránh thoát thế công của bùa thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa nhanh chóng tập hợp lại. Giết, hùng hồ, phát động công kích về phía võ giả Trạm thị. Không có bùa kiềm chế, bọn họ chuẩn bị đại khai sát giới. Sấm sét đột nhiên rơi xuống. Các võ giả thiên ngoại thiên theo bản năng ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện, phía trên đỉnh đầu bọn họ lại xuất hiện bùa dày đặc. Bùa quang mang lóe ra, hóa thành lồi điện, theo cung tiễn sau lưng bọn họ đâm thủng thân thể. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời liên miên không rú vang lên. Sở Trần ngồi trên nóc nhà thở dài, người khác đều lắp đặt cột tránh thu sét, các ngươi ngược lại, tùy thân mang theo cột thu sét, khó trách bị sét đánh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đội ngũ tuần tra của thiên ngoại thiên, tất cả đều ngã xuống đất. Vạn ba nam chú ý tới một màn này, thần sắc âm trầm xuống. Hắn không có cách nào phân tâm đi cứu võ giả thiên ngoại thiên, sau khi thăm dò đơn giản, vạn ba nam phát hiện, đạo sĩ thần bí trước mắt này, lại cũng là một võ giả khí tức cảnh. Vạn ba nam thu hồi lòng khinh thường, toàn lực ứng phó. Thiên bảo đạo sĩ trong lòng bàn tay mang bùa, giờ phút này cũng vọt về phía vạn ba nam, chiến ý cao ngất, đến đây, con mồi. Vạn ba nam, hắn nghe không hiểu con mồi là có ý gì, thế nhưng liên tưởng đến cảnh tượng trước mắt, hai bên đang muốn quyết thắng bại, đây tuyệt đối sẽ không phải là lời tốt gì. Vạn ba nam lúc này cười lạnh, ngươi cũng là con mồi. Thiên bảo đạo sĩ ngạc nhiên, hai con mồi khí tức cảnh va chạm cùng một chỗ, chiến đấu trong khoảnh khắc bộc phát. Thiên bảo đạo sĩ thi triển ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bùa chú, mượn sức mạnh linh phù cùng vạn ba nam đọ sức, vạn ba nam tay cầm đao dài, ánh đao sắc bén, cùng thân hình khôi ngô của hắn hình thành tuyệt phối, đao pháp rất bá đạo, thẳng thắn thoải mái, thoạt nhìn muốn chặn ngang chặt đử thiên bảo đạo sĩ. Võ giả Trạm thị không có ai lui về phòng, đều đi ra, ngẩng đầu nhìn hai cường giả khí tức cảnh quyết đấu. Bọn họ đều rất rõ, mặc dù đội viên tuần tra thiên ngoại thiên do vạn ba nam dẫn đến đều đã bị đánh ngã xuống đất, nhưng thật sự quyết định trận chiến này cuối cùng thắng bại đi về phía trước, là quyết đấu giữa vạn ba nam và thiên bảo đạo sĩ. Thì ra, Trạm mục tư nói sai, không phải thiếu chủ cửu huyền là khí tức cảnh, mà là vị đạo trưởng tiền bối cửu huyền môn này là cường giả khí tức cảnh. Công bằng mà nói, thiếu chủ cửu huyền cũng được vị tiền bối này chân truyền a, vừa rồi đợt thế công bùa thứ hai, trực tiếp làm toàn quân tuần tra đội thiên ngoại thiên bị diệt. Không nghĩ đến, cửu huyền môn lại che giấu sức mạnh, vô cùng may mắn chính là, bọn họ ở thời khắc khó khăn nhất của chiến long đảo, lại nguyện ý đến cứu vớt chiến long đảo. Nhưng mà, thoạt nhìn, vị đặc phái viên thiên ngoại thiên này thực lực càng mạnh a, thanh đao lớn này nhìn qua quá dọa người. Sở Trần ngồi trên nóc nhà, khí tức tràn ngập bốn phía, xác định lúc này đây dẫn đội tới, chỉ có vị vạn đặc phái viên này. Sở Trần lúc này hoàn toàn yên lòng, nhìn trận chiến giữa thiên bảo sư thúc và vạn ba nam. Về lực lượng, vạn ba nam quả thật còn hơn một bậc, đây cũng là nguyên nhân hắn hùng hổ bức người, không nhượng bộ nửa bước, muốn một lượt liền đánh tan thiên bảo đạo sĩ. Nhưng linh xảo cùng trình độ cứng cỏi của thiên bảo đạo sĩ vượt xa dự liệu của vạn ba nam. Vạn ba nam chậm chạp không có cách nào bắt được thiên bảo đạo sĩ. Trong lòng có chút nóng nảy, rõ ràng thực lực của mình vượt qua đối phương, lại luôn ở cửa một cước không có cách nào chém giết đối phương. Loại cảm giác này quá mức khó chịu. Theo hướng đao dài của vạn ba nam, bùa trong tay thiên bảo đạo sĩ ném ra, trong lúc tốc độ ánh sáng, đao dài trong tay vạn ba nam theo bản năng tránh né một chút, hơi lệch một chút. Trong nháy mắt này, đồng tử vạn ba nam hơi co rụt lại. Hắn đã tìm thấy một cách để giành chiến thắng. Sở dĩ chậm chạp không có cách nào bắt được đạo sĩ trước mắt này, đó là mình đang kiêng kỵ bùa thuật của hắn. Thế nhưng, vạn ba nam cảm nhận một chút, bùa thuật của đối phương, hẳn là còn không đủ khiến hắn bị thương nặng. Có lẽ, có thể tìm một cơ hội, dùng thân thể của mình để thừa nhận công kích của bùa, sau đó thuận thế chém giết đối phương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ đến đây, khóe miệng vạn ba nam khẽ nhếch lên. Thiên bảo đạo sĩ cũng chú ý tới biểu tình của vạn ba nam biến hóa rất nhỏ, đồng tử khẽ co rụt lại. Không thể từ chối, vị vạn đặc phái viên trước mắt này là đối thủ cường đại nhất hắn gặp phải,
Thiên Bảo đạo sĩ một chút cũng không dám xem nhẹ, toàn lực ứng phó, dùng hết thủ đoạn cùng đối phương đọ sức, đương nhiên, chính Thiên Bảo đạo sĩ cũng còn có át chủ bài chưa có sử dụng ra. Hai bên chiến đấu đến nước này, Thiên Bảo đạo sĩ cũng đang chuẩn bị tìm thời cơ, sử dụng trấn hồn phù, đánh thắng bất ngờ, nhưng trong đầu Thiên Bảo đạo sĩ vừa mới toát ra suy nghĩ này, đã nhìn thấy khóe miệng Vạn Ba Nam khẽ nhếch lên. Thiên Bảo đạo sĩ đương nhiên lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ ý đồ của hắn bị đối phương nhìn thấu. Điều này khiến Thiên Bảo đạo sĩ không thể không càng thêm cẩn thận. Hắn không nghĩ tới, vị đặc phái viên đến từ thiên ngoại thiên này ý thức chiến đấu cường đại như vậy, lại sớm phán đoán ra sát chiêu của hắn. Vù vù, thế công đao dài của Vạn Ba Nam trực tiếp nhấc lên gió lớn, khí thế như phá núi. Thiên Bảo đạo sĩ thần sắc trịnh trọng, cẩn thận ứng đối. Càng là như thế, càng bị Vạn Ba Nam chiếm cứ thượng phong, áp đảo Thiên Bảo đạo sĩ. Thế cục như vậy khiến võ giả Chiến Long đảo nhìn lo lắng không thôi. Vậy phải làm sao bây giờ, đánh không lại a? Xong rồi, Trạm Bố Vãn sắc mặt tái nhợt, chúng ta mau đi thôi. Ba, một cái bạt tai lên mặt Trạm Bố Văn. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Một tiếng gầm giận dữ. Khuôn mặt Trạm Bố Vãn một trận cảm giác nóng bỏng, che khuôn mặt lại, vừa định tức giận, lại nhìn thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm. Trạm Bố Vãn lúc này sợ, bĩu môi, không dám nói nữa. Nếu như vị đạo trưởng này bại, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng. Một người gầm lên giận dữ nói, đừng quên, đây chính là quê hương của chúng ta a. Cường giả cửu huyền môn đang dùng sinh mệnh bảo vệ quê hương của chúng ta a. Liều mạng, các võ giả Trạm thị nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến phía trước. Trên nóc nhà, Sở Trần cũng đứng lên, nghi hoặc nhìn về phía trước, anh hoàn toàn không ngờ Thiên Bảo sư thúc lại bị động như vậy. Thiên Bảo sư thúc rõ ràng còn có át chủ bài, thế nhưng, hiện tại lại cẩn thận như vậy. Nạp mạng đi, kèm theo Vạn Ba Nam hét lớn một tiếng, hắn cảm giác được thời cơ đã đến, một đao bố ngang, khí thế như cầu vồng. Ánh mắt Thiên Bảo đạo sĩ lướt qua một đạo kiên quyết. Vì thì, hiện tại đi, Thiên Bảo đạo sĩ nhìn đao dài chặn ngang chém tới, cổ tay lật một cái, lấy ra trấn hồn phù. Không có bất kỳ do dự nào, Thiên Bảo đạo sĩ ném trấn hồn phù ra ngoài. Đáng tiếc, Vạn Ba Nam thật sự quá cẩn thận, cán bản sẽ không chính diện gánh bùa của mình. Thiên Bảo đạo sĩ âm thầm cảm thán, theo hắn thấy, Vạn Ba Nam lại giống như lúc trước, sau khi tránh thoát thế công của bùa, lại tiếp tục hình thành truy kích đối với hắn. Nhưng mà, một giây sau, trong mắt Thiên Bảo đạo sĩ đều mở to đến cực điểm, lần này, Vạn Ba Nam không trốn. Vạn Ba Nam nhìn bộ dạng giật mình của Thiên Bảo đạo sĩ, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên. Không ngờ đến chứ, lão phu lần này không trốn. Thiên Bảo đạo sĩ quả thật không ngờ, thì ra... Khóe miệng Vạn Ba Nam nhếch lên, lại là ý tứ này. Khóe miệng Thiên Bảo đạo sĩ cũng theo bản năng nhếch lên, đồng tử Vạn Ba Nam co rụt lại. Trấn hồn phù đã đánh vào trên người hắn. Trong nháy mắt này, Vạn Ba Nam có loại cảm giác trong đầu gặp phải vạn tiễn xuyên qua, đau nhức vô cùng, theo bản năng kêu thảm thiết lên, thống khổ không thôi. Động tác đao dài theo bản năng dừng lại. Thiên Bảo đạo sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội xoay chuyển càn khôn, khí tức tập trung vào Vạn Ba Nam. Thế công như thủy triều, dồn dập oanh kích Vạn Ba Nam. Vạn Ba Nam thống khổ nắm lấy đầu, thân thể ngã xuống đất. Âm một tiếng, ngã xuống. Thiên Bảo đạo sĩ cũng không vì vậy mà dừng thế công của mình. Sức mạnh của Vạn Ba Nam vốn ở trên hắn. Tác dụng của trấn hồn phù đối với hắn chưa chắc có thể duy trì thật lâu. Nhưng đối với Thiên Bảo đạo sĩ giờ phút này mà nói, đã đủ rồi, thật vất vả mới bắt được cơ hội. Thiên Bảo đạo sĩ đương nhiên muốn đánh Vạn Ba Nam vào chỗ chết. Nhất là nghĩ đến khóe miệng cong cong của Vạn Ba Nam vừa rồi, Thiên Bảo đạo sĩ càng tức giận, thiếu chút nữa còn bị hắn hù dọa. Ngươi cũng không ngờ đếm chứ. Thiên Bảo đạo sĩ cười lạnh một tiếng, toàn lực trùng kích phòng ngự của Vạn Ba Nam. Vạn Ba Nam kêu thảm thiết liên tục, từ trong ra ngoài, đều gặp phải trọng thương. Trấn hồn phù, thật sự có thể phát huy tác dụng định càn khôn. Sở Trần đứng trên nóc nhà cảm thán, đáng tiếc, cho dù là trong khoảng thời gian này trải qua đặc huấn. Anh cũng không có thể hiểu thấu trấn hồn phù huyền bí. Giờ phút này, các võ giả Trạm thị nhốn nháo. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Võ giả Trạm thị nước mắt lưng tròng, kích động vô cùng. Bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý liều chết cho trận chiến. Tuyệt đối không ngờ, Thiên Bảo đạo sĩ lại cho bọn họ một bất ngờ thật lớn như vậy. Bỗng nhiên lật bàn, đánh bại Vạn Ba Nam. Giờ khắc này, võ giả Trạm thị huy động nắm tay, phấn thanh hô to.
Bọn họ không có biến thiên bảo đạo sĩ đến từ cửu huyền môn trở thành người ngoài, giờ này khắc này ở trong lòng bọn họ, cửu huyền môn, có ân tình ngập trời. Anh em, giết, có người hồ to, nhao nhao rút đao. Đội viên tuần tra thiên ngoại thiên gặp phải ngũ lôi phù công kích ngã trên mặt đất còn chưa kịp bình tĩnh lại, đã gặp phải đám võ giả trạm thị này giống như sỏi đói trùng kích. Toàn quân bị diệt, người sống sót duy nhất, chính là đặc phái viên của bọn họ, Vạn Ba Nam. Nhưng, Vạn Ba Nam sau khi gặp phải trọng thương cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, ngã trên mặt đất, hấp hối. Giữ lại con mồi này, nói không chừng còn có thể hấp dẫn những con mồi khác. Sỏ, Trần lên tiếng. Ngắn cản một kích chí mạng của Thiên Bảo đạo sĩ đối với Vạn Ba Nam. Thiên Bảo đạo sĩ gật đầu, Sở Trần lập tức ra tay, vung tay lên, hơn 10 cây kim bạc châm vào trên người Vạn Ba Nam. Vạn Ba Nam vừa mới từ trong thống khổ của chấn hồn phù hồi phục lại, do phút này kim bạc đâm vào, nhất thời đau đến gầm gừ kêu to, ánh mắt đều đỏ lên, sau đó liên tục lán vài vòng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trói hắn lại, áp giải vào hầm ngầm, tối nay thẩm vấn thêm một phen. Sở Trần mở miệng, loại chuyện này võ giả trạm thị đương nhiên sẽ làm thỏa đáng, bao gồm cả dọn dẹp chiến trường. Ngay cả đặc phái viên thiên ngoại thiên cũng ngã xuống Thiên Long Trang. Giờ khắc này, nội tâm của võ giả trạm thị một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Có lẽ, Chiến Long Đảo, thật sự có hy vọng đuổi võ giả thiên ngoại thiên ra ngoài. Cửu huyền môn, mang đến cho chúng ta hy vọng. Chúng ta đã từng là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng mình thiên hạ vô địch. Không để bất kỳ môn phái nào trên đời này vào mắt. Hôm nay, là cửu huyền môn cứu chúng ta, nếu như chúng ta có thể chống đỡ được một kiếp này, trạm thị Chiến Long Đảo, sẽ coi cửu huyền môn mãi mãi là bạn, có thể giúp không tiếc mạng sống. Xa xa, một bộ áo đỏ lướt tới, đứng ở một bên Sở Trần. Không có đội tuần tra thiên ngoại thiên khác, Liễu Như Nhạn mở miệng, sau khi bắt đầu chiến đấu, Liễu Như Nhạn đi dạo một vòng xung quanh. Quả nhiên rất phù hợp với đặc chất con mồi. Sở Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua sắc trời dần dần tối sầm lại, chiến ý trong mắt nồng đậm lên, còn có một ngày, chính là thời điểm chính thức tiến công thiên ngoại thiên, không biết còn con mồi nào đến Thiên Long Trang hay không. Tám đặc phái viên của thiên ngoại thiên đã tổn hại một người. Nếu như có thể trước khi đại chiến tiến đến, lại chém thêm một đặc phái viên, phần thắng của bọn họ sẽ càng lớn. Ta còn một lo lắng, Liễu Như Nhãn nói, đặc phái viên khí tức cảnh thiên ngoại thiên. Số lượng hơn xa chúng ta, dù cho cộng thêm 4 tông cường giả bị nhốt, chúng ta cũng so ra kém thiên ngoại thiên. Điều gì sẽ xảy ra nếu đặc phái viên của họ hỗ trợ kịp thời? Sở Trần trầm ngâm, anh cũng đã suy nghĩ qua vấn đề này, cũng hỏi qua Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào bảo đảm với anh, thời điểm bọn họ tiến công Chiến Long Đảo, thiên ngoại thiên tuyệt đối sẽ không có trợ giúp. Đương nhiên, Giang Ánh Đào chỉ là thuật lại lời nói của cha Sở Trần. Yên tâm đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có trợ giúp. Sở Trần chính xác nói, ta dám bảo đảm. Đến lúc này, anh chỉ có thể vô điều kiện lựa chọn tin tưởng cha. Liễu Như Nhạn giật mình, nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Trần, cô nghĩ không ra Sở Trần nói những lời này. Chẳng lẽ Sở Trần còn có hậu thủ mà mình không biết? Đồng tử Liễu Như Nhạn hơi co rụt lại, tên này, quá mức cao thâm khó lường đi. Màn đêm bao phủ, trải qua một hồi đại chiến Thiên Long Trang. Không ít gác mái đều bị phá hư, nhưng tâm tình võ giả trạm thị trong Thiên Long Trang đang cao trước nay chưa từng có. Khoảng cách đại chiến chấm dứt ước chừng 2 giờ, có đội ngũ võ giả tiếp cận Thiên Long Trang, Sở Trần sớm thông báo cho võ giả trạm thị, để cho bọn họ đi ra ngoài nghênh đón, bởi vì đây cũng là một đội ngũ võ giả trạm thị, đội ngũ thứ hai mà bọn trạm mục tư tìm được, số lượng võ giả của đội ngũ này gần bằng đội trạm hữu chỉ huy. Càng ngày càng nhiều võ giả trạm thị tụ tập ở Thiên Long Trang. Người về sau mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi vào Thiên Long Trang, thái độ bán tín bán nghi, người lúc trước lại khẩn cấp báo cho bọn họ, ngay cả đặc phái viên Vạn Ba Nam hiện tại cũng bị giam giữ trong hầm của Thiên Long Trang. Thật sự là cường giả cửu huyền môn cứu chúng ta. Không sai, cửu huyền môn, là ân nhân của chúng ta. Mọi người đến trễ một bước, không tận mắt chứng kiến trận chiến kia, không biết có bao nhiêu hung hiểm, cả Thiên Long Trang đều náo nhiệt hẳn lên. Hôm một tháng nay. Võ giả trạm thị chưa từng vui vẻ tụ tập như vậy, bọn họ cuối cùng có một ngày không cần lo lắng đề phòng, lo lắng trong đêm liền bị cắt đầu. Trên mái nhà, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn sóng vai ngồi. Sở Trần trong tay cầm ốc biển nhỏ, cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong, ánh mắt toát ra chờ mong. Vừa rồi, anh nghe thấy người của phái bắt đầu nói, qua một giờ nữa, ốc biển nhỏ sẽ giao cho cửu huyền môn.
Ngươi làm sao mong chờ như vậy? Liễu Như Nhãn liếc anh một cái, cho dù ốc biến nhỏ ở trong tay chín vị sư phụ của ngươi, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của bọn họ, không có cách nào cùng bọn họ hình thành đối thoại. Hắc, cho dù còn không thể cùng bọn họ đối thoại, không phải là có thể nghe lén một chút bọn họ bình thường đều nói chuyện gì sao? Đôi mắt của Sở Trần phát sáng, Liễu Như Nhạn nhìn ra, đây là ánh sáng của bát quái. Liễu tỷ tỷ, tỷ không biết, ta từ nhỏ đến lớn đều cùng các sư phụ đấu trí so dũng khí. Sở Trần cười ha ha nói, nếu thừa dịp cơ hội này có thể nghe trộm được một vài bí mật về bọn họ, tốt nhất là bí mật của cái chết xã hội, vậy thật tốt quá. Thánh nữ tâm tình không màng danh lợi tỏ vẻ không thể lý giải được niềm vui này của Sở Trần. Khi nào ngươi định thẩm vấn vạn đặc phái viên kia? Liễu Như Nhạn hỏi, hắn có thể sẽ biết thêm bí mật cấm sao 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 hai ẩn ngoại thiên. Sở Trần trầm ngâm một hồi, ốc biển nhỏ còn một giờ liền giao vào trong tay chín vị sư phụ. Trước tiên đế cho hắn ở trong hầm bình tĩnh lại. Sở Trần xâm nhập khí tức vào trong ốc biển nhỏ, nghe lén thanh âm bên trong ốc biển nhỏ. Đồng thời, Sở Trần cũng thông báo phương pháp cho Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn cũng có thể nghe thấy thanh âm bên trong ốc biển nhỏ. Rừng rậm không ánh sáng mặt trời, võ giả bốn tông mỗi người ngồi ở một bên. Bọn họ vừa trải qua một hồi đại chiến, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Mộ Dung Thần Hồng trầm mặt, nhìn ốc biển nhỏ trong tay, nếu như không phải Trạm Đông biến ốc biển nhỏ trở thành bảo vật, hắn căn bản sẽ không liếc mắt nhìn ốc biển nhỏ này một cái. Hừ, đồ chơi gì, Mộ Dung Thần Hồng lầm bẩm, ta không tin chỉ có thứ này có thể cho chúng ta hy vọng rời khỏi cấm địa. Ta tin nó còn không bằng tin Vương Sư Diệt làm người trung hậu thành thật. Vừa dứt lời, bên cạnh nhất thời có người tiến lại gần, Thần Hồng Sư Huynh, Huynh đang nói cái gì vậy? Mộ Dung Thần Hồng vội vàng lắc đầu, nhìn thoáng qua người này thật sâu, luật sư đệ, nhớ nhà chứ? Mộ Dung Luật, tông sư trẻ tuổi nhất phái bắt đầu, nhưng cũng đã hơn 50 tuổi, sau khi đột phá đến khí tức cảnh, nhân duyên của hắn cũng theo đó mà đến, cưới một người vợ nhỏ hơn hắn 30 tuổi. Người lúc trước Sở Trần thông qua ốc biển nhỏ nghe thấy nhớ vợ, chính là Mộ Dung Luật. Mộ Dung Thần Hồng đương nhiên ngượng ngùng nhắc tới Vương Sư Điệt thường xuyên đến nhà Mộ Dung Luật ăn cơm, hắn vừa nhìn Vương Sư Điệt cũng không phải là người trung hậu thành thật gì. Mộ Dung Luật thở dài một hơi, nếu như biết chuyến đi này hung hiểm như vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản sư huynh. Chúng ta thật sự không cần phải mạo hiểm như vậy à, huynh xem hiện tại, cả ngày đi lại trong rừng rậm tối tăm. Mỗi ngày đều phải đối mặt với khí độc cùng với các loại độc vật công kích, thỉnh thoảng còn dẫm chúng cơ quan, kích động trận pháp công kích, mặc dù chúng ta là khí thức cảnh, đến cuối cùng, chỉ sợ cũng là kiệt sức. Lạc quan một chút, Mộ Dung Thần Hồng an ủi hắn, luật sư đệ, em dâu còn ở nhà chờ ngươi. Ánh mắt Mộ Dung Luật toát ra buồn bã, đệ cũng nhớ cô ấy. Đúng rồi, lúc này, bên cạnh có một người cũng đi tới, theo bản năng hỏi một câu, luật sư đệ. Bình thường Vương Sư Điệt sẽ đến nhà ngươi tìm ngươi cầu giải đáp nghi hoặc trên võ đạo, trong khoảng thời gian này ngươi không ở nhà, hắn sẽ không đến nhà ngươi chứ. Sắc mặt Mộ Dung Luật trầm xuống, bên trong ốc biển xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Trên nóc Thiên Long Trang, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn liếc nhau một cái. Hai người đều tin tưởng, giờ khắc này trong đầu đối phương đều diễn ra một vở kịch đạo đức rầm rộ. Khụ, không thể tưởng được tình cảnh hiện tại của bọn họ lại khó khăn như vậy. Không biết chín vị sư phụ thế nào. Sở Trần thỏ, dài một tiếng, đồng thời nói thầm, Mộ Dung Lục. Nào có ai đặt tên như vậy, phái Bắc Đầu Tâm thật lớn. Hai ngày nay, chứng kiến sự buồn bực của các võ sư Đạt Ma Sơn, vở kịch đạo đức của võ giả phái Bắc Đầu, Sở Trần càng thêm chờ mong sau khi ốc biển nhỏ rơi vào tay chín vị sư phụ, đến tột cùng có thể nghe thấy cái gì. Không bao lâu sau, Sở Trần nghe thấy thanh âm quen thuộc. Mộ Dung Thần Hồng, đến giờ rồi. Tinh thần Sở Trần chấn động, chợt kích động nói với Liễu Như Nhạn, đây là sư phụ của ta, thanh âm của Ninh Lão Tiên. Sở Trần dựng thẳng tai lắng nghe, trong rừng rậm tối tám, Ninh Lão Tiên cầm ốc biển nhỏ đi về, đi ngang qua nơi các võ giả chiến long đảo nghỉ ngơi. Ninh Lão Tiên ném ốc biển nhỏ trong tay một chút, chợt nói, Trạm Đông Sơn, ốc biển nhỏ này thật sự đã không thể liên lạc với bên ngoài sao. Trạm Đông Sơn nhìn người của Cửu Huyền Môn liền cảm thấy không thoải mái. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị hủy trong tay người của Cửu Huyền Môn, giờ phút này càng sẽ không cho Ninh Lão Tiên sắc mặt tốt gì. Hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, phương pháp liên lạc của hai con ốc biển nhỏ, ta chỉ nói cho Trạm Hoè, nhưng chiến long đảo gặp phải kịch biến, tình huống bên ngoài như thế nào chúng ta căn bản không rõ, ốc biển nhỏ đương nhiên cũng mất đi tác dụng. Trạm Hoè, Sở Trần âm thầm thở dài một tiếng,
Trạm Vũ nói, hắn tận mắt nhìn thấy ông nội Trạm Hoè bị cường giả Thiên Ngoại Thiên bắn chết. Nếu như Trạm Hoè còn sống, Sở Trần nhất định nghĩ mọi cách tìm được ông ta. Trong lòng anh còn có một hy vọng xa vời nho nhỏ, có lẽ Trạm Hoè chỉ là trúng tên, chưa chắc đã chết. Thiên Ngoại Thiên ở Trạm Thị thiết lập 5 ngục giam, không biết có thể có hành tung của Trạm Hoè hay không. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Sở Trần đặc biệt chú ý đến 5 ngục giam kia. Lúc này Ninh Lão Tiên đã cầm ốc biển nhỏ đi trở về. Quân muội, giao cho muội. Ninh Lão Tiên giao ốc biển nhỏ cho Nam Cung Quân, Nam Cung Quân đồng thời tinh thông âm luật cùng trận pháp, hơn nữa so với những người khác, ô cẩn thận, dễ dàng tìm được sơ hở của ốc biển nhỏ. Trạm Đông Sơn vẫn không chịu nói ra bí mật của ốc biển nhỏ. Ninh Lão Tiên nói, ngoại trừ liên lạc với một con ốc biển nhỏ khác ra, khẳng định còn có tác dụng khác, nếu không, Trạm Đông Sơn sẽ không chám phương nghìn kế muốn mang theo ốc biển nhỏ chuồn mất. Nam Cung Quân nghịch ốc biển nhỏ một chút, trước tiên để gần tai nghe một chút, Ninh Lão Tiên lúc này nói, không cần nghe, một chút thanh âm cũng không có. Đồng thời, nóc nhà Thiên Long Trang, Sở Trần theo bản năng thốt ra, hồ vài tiếng, quân tỷ tỷ. Ốc biển nhỏ truyền một chiều nhất định chỉ cho Sở Trần cơ hội nghe lén góc nhìn của Thượng Đế. Nam Cung Quân cầm ốc biển nhỏ, đi về một bên, khoanh chân ngồi, khí tức từ từ bao trùm ốc biển nhỏ. Sở Trần nhất thời sinh ra chờ mong, quân tỷ tỷ đang thử phá trận, nếu như giữa hai ốc biển nhỏ thật sự có liên hệ, như vậy, quân tỷ tỷ sẽ có cơ hội cảm giác được tin tức của ta. Nam Cung Quân cũng không có đi xa, sau khi khoanh chân ngồi xuống, Sở Trần còn có thể nghe rõ ràng mấy sư phụ còn lại đối thoại. Ninh Lão Tiên cười ha hả, vừa rồi ta đi qua một vòng, trạng thái võ giả ba tông cũng không tốt lắm, chủ yếu là khí độc tùy thời sẽ xuất hiện dày vò bọn họ không nhẹ, may mắn chúng ta có lão Lý nghiên cứu chế tạo giải độc, ngăn trở phần lớn khí độc, nếu không, ngay cả khí tức cảnh này cũng có thể xâm lấn kịch độc, quả thật khiến người ta đau đầu. Khí tức cảnh cũng khó có thể chống đỡ kịch độc, Sở Trần cùng Liễu Như Nhãn liếc nhau một cái, chỉ dựa vào những lời này, có thể tưởng tượng được, hoàn cảnh hiện giờ của võ giả bốn tông ác liệt cỡ nào. Lão Lý trong miệng Xu, Phụ Ninh Lão Tiên, chính là cốc chủ dược cốc, hắn tên là Lý Hoa Thước. Sở Trần một bên giới thiệu sư phụ của mình với Liễu Như Nhạn. May mắn thay, điều kiện mặc dù ác liệt, chín vị sư phụ vẫn bình yên vô sự. Lý cốc chủ quả nhiên y thuật vô song. Liễu Như Nhạn không khỏi cảm thán, ngay cả độc cũng có thể xâm lấn khí tức cảnh, hắn lại có thể ở dưới hoàn cảnh này, hoàn toàn chế tạo ra giải độc. Trong đạo môn Nhiếp Sinh Công có một câu nói, vũ trụ vạn vật, tương sinh tương khắc. Sở Trần nói, dưới hoàn cảnh này nếu tồn tại kịch độc đáng sợ, liền nhất định có vật tồn tại khắc chế kịch độc đó. Vì sao phải đột nhiên nhắc tới đạo môn Nhiếp Sinh Công, Liễu Như Nhãn liếc mắt nhìn Sở Trần một cái, vành tai trắng như ngọc hơi đỏ lên một chút. Lúc đó là, bất đắc dĩ, hạ sách, cũng may, bên trong ốc biển nhỏ lại truyền ra thanh âm, giảm bớt sự xấu hổ của Liễu Như Nhãn. Hai ngày nay, chúng ta gặp phải công kích càng ngày càng thường xuyên, CEO, quan dẫm đạp nhầm cũng càng ngày càng nhiều, khí độc càng lúc càng dày đặc, Thiên Tiêu Tôn giả trầm giọng nói, đây có phải là ý nghĩa, chúng ta càng ngày càng tiếp cận nơi nào đó trong cấm địa này. Ta hoài nghi Trạm Đông Sơn muốn đi, cũng là cái chỗ này, nếu không, hắn sẽ không đi theo chúng ta như vậy. Lý Hoa Thước nói thần sắc ngưng trọng, ta cảm giác được độc tố khu vực này rõ ràng tăng lên rất nhiều, tất cả chúng ta đều không nên quá ỷ lại vào giải độc. Đúng vậy, ta vừa rồi thiếu chút nữa giẫm phải một con rắn độc. Ninh Lão Tiên tiếp một câu, Liễu Như Nhạn cảm thán, võ giả bốn tông thật sự gặp phải khó khăn trước nay chưa từng có. Đồng thời, Liễu Như Nhạn theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Trần. Loại đối thoại này, cũng không có gì đặc biệt à. Vì sao Sở Trần lại chờ mong như vậy? Liễu Như Nhạn còn chưa kịp mở miệng, đối thoại đã thay đổi. Thanh âm Ninh Lão Tiên buồn bã, rắn ngon như vậy, thật sự rất muốn ăn à. Ninh Lão Tiên là người sinh ra và lớn lên ở Dương Thành, ngoại trừ rượu ngon ra, canh rắn là yêu thích của hắn. Nhưng trong khu rừng rậm tối tám này, kịch độc đáng sợ, ngay cả khí tức cảnh cũng không thể chống cự. Ninh Lão Tiên mỗi một lần muốn xuống tay với rắn độc nơi này, đều bị những người khác ngăn lại. Dù cho Ninh Lão Tiên theo lý mà tranh đấu, kiên quyết nói mình sẽ không trúng độc, những người còn lại cũng không đáp ứng. Nghĩ đến con rắn vừa mới đi ngang qua, Ninh Lão Tiên liền muốn nuốt nước miếng. Nóc Thiên Long Trang, Sở Trần nghẹn cười. Rắn ngon như vậy, Ninh Lão Tiên thường ngày ở trước mặt anh nghiêm túc như vậy, một bộ dạng lão thần tiên, Sở Trần nhịn không được thử nghĩ một chút, chờ đến khi nhìn thấy Ninh Lão Tiên, ở trước mặt hắn đột nhiên nói một câu,
rắn ngon như vậy, Ninh lão tiên có thể xấu hổ dùng ngón chân đào ra một tòa ngũ chỉ sơn hay không? Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần một cái, đây mới là nội dung Sở Trần muốn nghe được. Lúc này, bên trong ốc biển nhỏ, truyền ra một sư phụ khác tra hỏi lương tâm Ninh lão tiên, Ninh lão tiên, nếu bây giờ có một vò rượu, vậy ta trực tiếp làm rồi. Nghe ta nói hết, nếu vò rượu đỏ không cẩn thận pha nước tiểu thì sao? Ninh lão tiên, trầm mặc một hồi, cắn răng, uống. Vậy, nếu như bây giờ có một chén canh rắn, mặt trên bày đặt một đống cút. Sở Trần ôm bụng cười to, các sư phụ bình thường nghiêm túc, không ngờ lại còn có một mặt như vậy. Ốc biển nhỏ cũng truyền đến một trận cười to, nói đi cũng phải nói lại. Lý Hoa Thước lúc này mở miệng, mỉm cười nói, trước kia lúc ta huấn luyện Trần Trần nhận dạng dược liệu, cũng từng nghĩ tới một chiêu, ta cố ý ngâm dược liệu ở trong nước tiểu, để cho nỏ bịt mắt thông qua mùi HMG để phân biệt dược liệu. Tiểu tử kia thật sự là thiên tài, mặc dù như vậy, nó đều có thể nhận ra các loại dược liệu. Trên nóc Thiên Long Trang, Liễu Như Nhạn yên lặng nhìn thoáng qua Sở Trần. Mặt Sở Trần đều đen, chiêu này của sư phụ cũng quá tổn hại. Đề tài của chín vị sư phụ nói xong, tựa hồ lập tức chuyển rời đến trên người anh. Lần này, Liễu tỷ tỷ nghe rất say sưa, lại nói tiếp, trước khi chúng ta xuất phát, đóng cửa Cửu Huyền Môn, nếu Thiên Ngoại Thiên thật sự xâm lấn toàn bộ võ giả giới mà nói, Cửu Huyền Môn không biết có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực, chờ đợi Trần Trần trưởng thành. Lấy thiên phú của Trần Trần, nếu mà không phải là thiếu 5 năm tu luyện quang âm mà nói, hiện tại nói không chừng, có cơ hội đột phá đến khí tức cảnh rồi. Thiên Tiêu Tôn giả lắc đầu, năm nắm bị trấn hồn phù trấn áp, đối với nó mà nói, tương đương với việc dừng lại quá trình tu luyện nhanh chóng, ổn định, rèn luyện hồn phách, đối với nó về sau có chỗ tốt thật lớn. Thiên phú của Trần Trần thật sự là quá nghịch thiên, hơn nữa còn là biến thái mọi mặt, nhớ lúc trước, nó còn mặc quần lót hở. Ta truyền thụ cho nó cách làm bùa nước, nó lại dùng nước tiểu của mình chế tác bùa nước, còn chơi đùa vui vẻ. Mấy vị sư phụ cười ha ha, Tiếu Trần Trần chính là quả niềm vui của chúng ta a. Ta nhớ rõ Ninh lão tiên thường xuyên xử phạt Trần 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 chuồng chạy dọc theo sơn môn, hình ảnh đó, ký ức vẫn còn mới mẻ. Đúng rồi, Trần Trần khi còn bé còn làm không ít chuyện xấu, các ngươi còn nhớ hay không, ví dụ như, khóe miệng sỏ, Trần duy trì trạng thái co giật. Hắn hận không thể lấy ốc biển nhỏ đi, chín vị sư phụ nói ra một vài chuyện xấu hổ khi còn bé của anh, Liễu Như Nhạn xinh đẹp ở một bên nhẹ nhàng co giật. Muốn cười thì cười đi, Sở Trần sâu kín mở miệng, lúc đầu tràn đầy phấn khởi lôi kéo Liễu Như Nhạn chờ mong nghe thấy một vài chuyện bí ẩn về chín vị sư phụ, lại thật không ngờ, chín vị sư phụ lại nhắc tới anh vào lúc này, hơn nữa bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Rất nhiều chuyện thậm chí ngay cả Sở Trần cũng không biết. Bị từng chuyện nói ra, đầu ngón chân Sở Trần cảm giác rất nhanh có thể đào nóc nhà này thành một cái hố sâu. Liễu Như Nhạn không để ý hình tượng cười ha ha, cười đến mặt đẹp run lên. Giờ này khắc này, Sở Trần cảm giác ánh mắt Liễu tỷ tỷ nhìn anh đều trở nên không giống. Hay là, đừng nghe, Sở Trần ho một tiếng, cảm giác đêm nay cũng sẽ không có thu hoạch gì. Thu hoạch của ta rất lớn, Liễu Như Nhạn cười tủm tỉm nhìn Sở Trần. Lúc này... Trong ốc biển nhỏ lại truyền ra thanh âm của Ninh lão tiên, lại nói tiếp, đứa nhỏ Trần Trần này, toàn thân thật sự không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngay cả tiểu đệ đệ cũng khác với người thường. Sở Trần trợn tròn mắt, nụ cười trên khuôn mặt Liễu Như Nhạn cũng ngưng động lại. Các sư phụ trao đổi, tựa hồ còn mang theo màu sắc, hơn nữa còn là về màu sắc của Sở Trần. Một lúc lâu sau, mặt Liễu Như Nhạn đỏ lên, liếc Sở Trần một cái, ta nhìn xung quanh một chút, đợi lát nữa sẽ trở về. Thân thể Liễu Như Nhạn vút đi, trái tim bồn chồn của Sở Trần cũng nhất thời buông xuống. Các sư phụ đối thoại, anh một mình nghe, liền hoàn toàn không xấu hổ. Lúc này, thanh âm Tiên Tiêu Tôn giả lần nữa vang lên, quân sư muội, thế nào? Có thể phá giải trận pháp phía trên ốc biển nhỏ không? Nam Cung Quân cầm ốc biển nhỏ trong tay, ta vừa mới thử thâm nhập một chỗ trận pháp trong đó, có loại cảm giác, đầu khác của ốc biển nhỏ, tựa hồ thật sự cùng ta có liên hệ nào đó. Ánh mắt Sở Trần sáng ngời, nhất thời ngồi dậy, quân tỷ tỷ quả nhiên không làm anh thất vọng. Sở Trần nhất thời thu hồi tâm trạng, khoanh chân ngồi, bất chấp nghe nhiều chuyện nữa, khí tức thấm vào trong ốc biển nhỏ. Trận pháp giữa hai con ốc biển nhỏ là tồn tại liên hệ. Bên kia, Nam Cung Quân cũng khoanh chân ngồi, ta tiếp tục nghiên cứu. Những người còn lại cũng đều an tĩnh lại. Khoảng nửa giờ, Nam Cung Quân đột nhiên mở con ngươi ra, toát ra vài phần khó có thể tin. Sao vậy? Ninh lão tiên khẩn cấp hỏi,
khí tức chập chờn rất quen thuộc. Nam Cung Quân lẩm bẩm nói, hình như là Trần Trần. Lời vừa dứt, mấy người còn lại đều kinh hãi. Ọc biển nhỏ trên Chiến Long đảo rơi vào trong tay Sở Trần. Không thể nào a, à, Sở Trần ỏ, Thiền Thành, căn bản không tồn tại giao thoa với Chiến Long đảo. Chắc là không phải đâu, Thiên Tiêu Tôn giả lắc đầu, là khí tức của Trần Trần, thế nhưng, khí tức của Trần Trần, từ khi nào trở nên cường đại như vậy? Nam Cung Quân cũng có chút mơ hồ, cô toàn lực thấm vào, ý đồ cùng cỗ khí tức kia trao đổi. Nóc nhà Thiên Long Trang, hai mắt Sở Trần khẽ nhắm. Thân hình khẽ rung động, anh cũng có loại cảm giác, tựa hồ sắp liên lạc với Quân tỷ tỷ. Quân tỷ tỷ, Sở Trần theo bản năng hô, tỷ có thể nghe thấy thanh âm của ta không? Quân tỷ tỷ, Sở Trần nghe thấy thanh âm Nam Cung Quân bên ốc biển nhỏ, kích động không thôi. Quân tỷ tỷ biết ốc biển nhỏ có thể đã ở trong tay anh. Sở Trần nhịn không được liên tục hô vài tiếng. Quân tỷ tỷ, một tiếng cuối cùng, Nam Cung Quân nghe thấy. Nam Cung Quân lập tức đứng lên, thật sự là thanh âm của Trần Trần. Trong nháy mắt này, nhất thời dẫn tới ánh mắt của không ít người xung quanh. Võ giả ba tông khác cũng nghe thấy thanh âm của Nam Cung Quân, chẳng qua, ở trong rừng rậm tối tàm không có mặt trời này, tầm mắt có chút bị cản trở, vị trí Nam Cung Quân đứng cũng dựa vào phía sau, bọn họ đều chỉ thấy được đám người Ninh Lão Tiên. Cửu huyền môn bên kia làm sao vậy? Bất ngờ gì? Một võ giả khí tức cảnh ở Chiến Long đảo cau mày mỏ miệng. Bỗng nhiên, sắc mặt người bên cạnh hơi biến ảo, bọn họ không phải là phá giải trận pháp bên trong ốc biển nhỏ, biết bên trong cất giấu bí mật gì chứ? Không thể nào, Trạm Đông Sơn lắc đầu, cửu huyền môn mới vừa lấy được ốc biển nhỏ chưa tới một giờ đồng hồ, trận pháp bên trong, không dễ dàng bị phá như vậy. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Trạm Đông Sơn hạ thấp thanh âm, buổi tối mai ốc biển nhỏ sẽ trỏ lại trong tay chúng ta, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại khoảng cách trung tâm cấm địa càng ngày càng gần, buổi tối mai là cơ hội cuối cùng chúng ta bỏ qua ba tông, lần này, tuyệt đối không thể để cửu huyền môn phá hư kế hoạch của chúng ta. Hừ, cửu huyền môn, chờ sau khi lão phu đi ra ngoài, nhất định sẽ triệu tập đệ tử trong đảo, coi đệ tử cửu huyền môn là kẻ thù chung. Nhất là Nam Cung Quân, nữ nhân này quá đáng ghét. Cửu huyền môn, mấy người nhìn Nam Cung Quân, quân muội. Muội làm sao vậy? Bọn họ đều không tin, bên trong ốc biển nhỏ làm sao có thanh âm của Sở Trần. Điều này là không thể tưởng tượng được, ta thực sự nghe Trần Trần gọi ta. Nam Cung Quân cầm ốc biển nhỏ, phấn chấn vui vẻ, một tiểu ốc biển khác lại ở trong tay Trần Trần, tiểu Trần Trần thật sự cho ta một bất ngờ thật lớn a. Muội không đùa, Lý Hoa Thước cẩn thận hỏi, tất cả mọi người đến nghe không phải là biết. Nam Cung Quân nói, ta vừa mới nói có loại khí tức chập trần quen thuộc. Nam Cung Quân bỗng nhiên ngữ khí dừng lại, còn người toát ra không thể tin, Trần Trần, đột phá đến khí tức cảnh rồi. Hai người tách ra mới bao lâu, giới võ giả hiện nay, mới có bao nhiêu khí tức cảnh, điều này khiến Nam Cung Quân khiếp sợ. Thiên Tiêu Tôn giả lắc đầu, chuyện này cán bản không thể a. Quân muội, muội quá nhớ Trần Trần rồi. Ninh Lão Tiên nói, nó hiện tại vẫn đang gọi ta. Nam Cung Quân duỗi ốc biển nhỏ ra phía trước, mọi người thấm khí tức vào trong ốc biển nhỏ. Là có thể nghe thấy thanh âm Trần Trần. Lý Hoa Thước là người đầu tiên thử, đồng tử chấn động, dĩ nhiên là thật. Vậy nó có thể nghe thấy thanh âm của chúng ta không? Ninh Lão Tiên vội vàng hỏi, hắn cũng nghe thấy thanh âm của Sở Trần, Sở Trần, Sở Trần. Ninh Lão Tiên liên tục hô to vài tiếng. Thế nhưng, bên kia ốc biển nhỏ, Sở Trần cũng không có đáp lại, vẫn là gọi Nam Cung Quân. Ánh mắt chín vị sư phụ nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Sở Trần lại không nghe thấy thanh âm của bọn họ. Mái nhà của Thiên Long Trang, Liễu Như Nhạn bởi vì thanh âm hồ to của Sở Trần mà trở về. Vành tai còn mơ hồ có chút ửng đỏ. Đoạn thoại các sư phụ thảo luận về Sở Trần, giống như ma chú thỉnh thoảng ở trong đầu cô bay qua. Ta vừa mới liên lạc với quân tỷ tỷ. Sở Trần kích động, mỏ, miệng nói với Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn nhất thời ngạc nhiên, thật sao? Cô biết. Mục tiêu lớn nhất của Sở Trần ra biển chính là cứu chín vị sư phụ. Thật, Sở Trần chấn thanh nói, ta vừa rồi còn nghe thấy quân tỷ tỷ nói, tỷ ấy biết ta cầm ốc biển nhỏ. Trong rừng rậm, ánh mắt chín vị sư phụ nhìn nhau. Trần Trần luôn có thể nghe thấy giọng nói của chúng ta. Vậy thì, những gì chúng ta vừa nói, nó có nghe thấy không? Cái này, mỗi người trước tiên tự kiểm tra, hồi tưởng lại xem mình có nói những lời không nên nói hay không. Nhưng mà... Nó hiện tại sao lại không nghe thấy chúng ta nói chuyện? Lý Hoa Thước nghi hoặc,
Ninh lão tiên cũng bất đắc dĩ, hai ốc biển nhỏ này không phải chỉ có thể một chiều truyền thông tin đi chứ, hiện tại chúng ta có thể nghe thấy thanh âm của Trần Trần, nó lại không nghe được thanh âm của chúng ta. Thanh âm của người phụ nữ bên cạnh Trần Trần như thế nào có chút xa lạ, cô ta là ai? Nam Cung Quân nhíu mày, trên nóc Thiên Long Trang, Sở Trần cũng ý thức được có gì đó không đúng, lông mày nhíu lại, ta làm sao không nghe thấy thanh âm của các sư phụ. Nghe vậy, khí tức của Liễu Như Nhạn cũng bao trùm qua. Ốc biển nhỏ đã khôi phục lại sự yên tĩnh trước đó. Có phải trong quá trình các ngươi cảm giác lẫn nhau kích động trận pháp nào đó bên trong hay không? Liễu Như Nhạn suy đoán. Sở Trần khoanh chân ngồi xuống, sau khi thử một lát, đều không nghe thấy thanh âm của ốc biển nhỏ. Vui chưa được một hồi. Sở Trần thở dài, vừa rồi còn có thể nghe thấy thanh âm của các sư phụ, hiện tại ngay cả thanh âm của các sư phụ cũng nghe không thấy. Nhìn ốc biển nhỏ trong tay, Sở Trần không khỏi lắc đầu. Ít nhất vừa rồi không phải đã có đột phá sao? Liễu Như Nhạn nói, có lẽ hiện tại sư phụ ngươi cũng đang cố gắng, các ngươi rất nhanh có thể liên lạc lần nữa. Sở Trần gật gật đầu, thoáng thả lỏng tâm tình, nằm xuống, nhìn bầu trời phía trên, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng nghe các sư phụ vừa rồi không ngừng nói chuyện của ta, hừ hừ, lúc ta khi còn bé luyện công, bọn họ đối với ta rất nghiêm khắc, ta âm thầm, cũng vụng trộm trả thù không ít. Bên kia ốc biển nhỏ, 9 vị sư phụ đồng thời dựng thẳng lỗ tai lên. Liễu Như Nhạn tò mò hỏi, người còn có thể trả thù? Đương nhiên rồi. Sở Trần cười hắc hắc nói, có một sư phụ rất thích uống rượu, 5 tuổi, ta rót không ít nước rửa chân vào rượu của sư phụ. Khuôn mặt già nua của Ninh lão tiên trực tiếp đen sầm. Cảm thấy một chút buồn nôn, bên trong ốc biển nhỏ tiếp tục truyền đến thanh âm của Sở Trần. Hai tay mấy sư phụ thay phiên nhau run lên, thằng nhóc con này a. Đạo cao một thước ma cao một trượng, vốn tưởng rằng gắt gao với Sở Trần, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ánh mắt mạch chủ Cửu Huyền nhìn nhau một cái, đồng thời đạt được một sự đồng thuận. Chính chủ, dù bạn đọc chung Tê Du Chuyên, VN, sau khi đi ra ngoài, bắt được tiểu tử này, hung hăng đánh một trận rồi nói sau. Sở Trần nằm trên nóc Thiên Long Trang, vì đòi lại sân, lời anh nói nửa thật nửa giả, có chút cố ý phỏng đại, cũng mặc kệ Liễu tỷ tỷ có tin hay không, dù sao chính mình hưng phấn rồi nói sau. Cứ như vậy nói mười mấy phút sau. Sở Trần ý còn chưa thỏa mãn ngừng lại, đương nhiên, trong 9 vị sư phụ, thương ta nhất chính là Quân tỷ tỷ, ta ở trước mặt tỷ ấy từ nhỏ đến lớn đều rất nhu thuận, về phần 8 người còn lại, hắc hắc. Tiếng cười hắc hắc của Sở Trần khiến mấy người Ninh lão tiên càng nghiến răng nghiến lợi. Liễu Như Nhạn nhìn Sở Trần, bỗng nhiên nói một câu, ta nhớ rõ ốc biển nhỏ là đưa tin một chiều. Sở Trần còn chưa kịp phản ứng, làm sao vậy? Ánh mắt hai người nhìn nhau. Liễu Như Nhạn thăm dò nói, người nói hiện tại có thể hay không, ở phía bên kia ốc biển nhỏ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta, nhưng chúng ta không thể nghe thấy thanh âm của họ. Khuôn mặt Sở Trần tươi cười cứng ngắc, xong rồi, sơ suất rồi, Sở Trần cả người giật mình ngồi thẳng người, hai mắt mở to, nếu như những lời vừa rồi bị các sư phụ nghe được, hai ba chân này của anh đã gãy mấy lần tỷ sao không nói sớm. Sở Trần có loại cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh, loại tình huống này, thật sự rất có thể là như vậy a. Vừa rồi anh rõ ràng đã liên lạc với Quân tỷ tỷ, không có khả năng lập tức mất điện. Khả năng lớn nhất chính là, chức năng truyền tin một chiều của ốc biển nhỏ ngược lại, lời nói của anh đều bị các sư phụ đều nghe thấy. Trong rừng rậm cấm địa, Nam Cung Quân tay cầm ốc biển nhỏ, khẽ cười, người phụ kia còn rất thông minh, lại đoán được chúng ta có thể nghe thấy đối thoại của chúng ta. Mấy người Ninh lão tiên cười không nổi, bọn họ ý thức được vấn đề là, không chỉ hiện tại nghe được Sở Trần nói. Bọn họ vừa mới nói rất nhiều lời đều bị sỏ, Trần nghe lén, không quản nhiều như vậy, nhìn thấy Sở Trần, đánh rồi nói sau. Lúc này, bên trong ốc biển nhỏ lại vang lên thanh âm của Sở Trần. Khụ khụ, Liễu tỷ tỷ, những gì ta vừa nói, hoàn toàn là hư cấu, ta đối với 9 vị sư phụ mỗi một người đều vô cùng tôn kính, từ nhỏ đến lớn, bọn họ nói một là một, nói hai là hai, ta chưa từng sinh ra suy nghĩ khác. Mấy vị sư phụ đồng thời ha ha một tiếng. Thanh âm Sở Trần dừng một hồi, chợt cất tiếng nói, các sư phụ, mọi người hiện tại có thể nghe thấy thanh âm của con hay không? Con trước tiên nói với mọi người tình huống hiện tại, con hiện tại ở một nơi của Chiến Long Đảo gọi là Thiên Long Trang. Sở Trần ỏ, Chiến Long Đảo, mấy vị sư phụ đồng thời giật mình. Lúc này, ba tông còn lại nhận thấy bên này có gì đó khác thường, có người tới gần.
Mấy người Nam Cung Quân liếc nhau một cái, dứt khoát công khai. Mọi người đến đây một chút, chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của một con ốc biển nhỏ khác truyền đến. Thanh âm của Nam Cung Quân vừa dứt, ba tông đều đồng thời giật mình, nhao nhao tiến lên. Âm thanh gì, ốc biển nhỏ thật sự đã rơi vào trong tay Thiên Ngoại Thiên sao? Có phải Trạm Hòe bảo vệ được ốc biển nhỏ hay không? Người của Chiến Long Đảo cũng vui mừng, nếu Trạm Hòe không sao, vậy có nghĩa Chiến Long Đảo có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Là đồ nhi của chín người chúng ta, Sở Trần. Ninh Lão Tiên vẻ mặt kiêu ngạo, ốc biển nhỏ ở trong tay nó. Hơn nữa, nó cũng đoán được chúng ta hiện tại có thể nghe thấy thanh âm của nó. Mọi người bao trùm khí tức trên ốc biển nhỏ, liền có thể nghe thấy thanh âm của Sở Trần. Mọi người không kịp hỏi nhiều, khí tức thấm vào trong ốc biển nhỏ. Sở Trần vẫn đang nói chuyện. Chiến Long Đảo hơn một tháng trước bị Thiên Ngoại Thiên chiếm đóng, nghe nói tông sư Trạm Hòe Chiến Long Đảo nắm giữ cách liên lạc của ốc biển nhỏ bị mũi tên nhọn bắn chết. Nhưng mà, Trạm Hòe sớm rời ốc biển nhỏ đi, giao cho đội ngũ do Trạm Vô Địch dẫn đầu, đội ngũ này vừa vặn đi tới Thiền Thành. Sở Trần không nói kỹ chuyện về đại chiến Thanh Phong Quan, chẳng qua, Thiên Ngoại Thiên vì lấy được ốc biển nhỏ, phái người đến Thiền Thành đuổi giết đội ngũ này, trong đội ngũ này chỉ có một người sống sót tên là Trạm Mục Tư. Thần sắc Trạm Đông Sơn kích động, cháu trai của hắn, Trạm Mục Tư. Ốc biển nhỏ ở trong tay Trạm Mục Tư, hắn giao ốc biển nhỏ cho con, hiện tại con cùng Thiên Bảo Sư Thúc, Đại Tráng Sư Thúc đi tới Chiến Long Đảo, đúng rồi, ba người chúng ta đều đã đột phá đến khí thức cảnh, có phải rất bất ngờ hay không, hắc hắc. Giờ này khắc này, không chỉ có các sư phụ Cửu Huyền Môn bất ngờ, ba tông còn lại, cũng đều thần sắc khiếp sợ. Cửu Huyền Môn lại đồng thời có ba người đột phá đến khí thức cảnh. Hơn nữa, trong đó một người còn là đồ đệ của mạch chủ cửu đại, thiên phú này nghịch thiên cỡ nào. Sở Trần cũng không xác định các sư phụ đến tột cùng có thể nghe thấy thanh âm của anh hay không, cho nên nói ngắn gọn, quân tỷ tỷ, kế tiếp ta còn có thể tiếp tục nghiên cứu trận pháp bên trong ốc biển nhỏ, thử xem có thể liên lạc với mọi người hay không. Sở Trần khoanh chân tĩnh ngồi xuống, thanh âm của anh đối với võ giả bốn tông mà nói, không thể nghi ngờ là trùng kích thật lớn. Cửu Huyền Môn đột nhiên trong lúc đó có thêm ba võ giả khí thức cảnh, chẳng lẽ Cửu Huyền Môn tìm được thủ đoạn đột phá nhanh chóng gì? Khuôn mặt Trạm Đông Sơn biến ảo vài cái, trong tứ đại tông phái, khí thức cảnh của Chiến Long Đảo nhiều nhất, đây là sự thật không thể chối cãi, Chiến Long Đảo xưa nay cũng tự xưng là tông phái thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ, Chiến Long Đảo rơi vào tay giặc, khí thức cảnh của Cửu Huyền Môn cũng sẽ vượt qua Chiến Long Đảo. Trạm Đông Sơn hít sâu một hơi. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này, thu hoạch đại cơ duyên, nếu không, Chiến Long Đảo thật sự sẽ bị Cửu Huyền Môn một lần hành động vượt qua. Tuy nhiên, đây chắc chắn là tin tốt cho Đạt Ma Sơn và phái Bắc Đầu. Một con ốc biển nhỏ khác có phản ứng, điều đó có nghĩa là cơ hội của họ đi ra khỏi rừng tối tám này tăng lên rất nhiều. Mộ Dung Thần Hồng thần sắc phấn chấn, cười ha ha, Trạm Đông Sơn quả nhiên biết trước a. Nghe vậy, thần sắc Trạm Đông Sơn không khỏi trầm xuống. Hay là ngươi cảm thấy, sẽ có đệ tử Cửu Huyền Môn thông qua ốc biển nhỏ cùng các người liên lạc? Đây là mấy ngày trước, Trạm Đông Sơn nói với người Cửu Huyền Môn một câu. Lúc ấy mang theo giọng điệu cười lạnh trào phúng. Không thể tưởng tượng được, hôm nay đã trở thành hiện thực. Đệ tử Cửu Huyền Môn, thật sự thông qua ốc biển nhỏ liên lạc với bọn họ. Trạm Đông Sơn lập tức trở thành một tiên tri vĩ đại. Trạm Đông Sơn, cách liên lạc giữa hai con ốc biển nhỏ rốt cuộc là cái gì? Bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết. Nam Cung Quân mở miệng nói, đồ nhi ta đang thử liên lạc với ta, nhưng chúng ta có thể nghe được thanh âm của nó lại không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Trạm Đông Sơn, được copy tại TGUMG huyện, Việt Nam Trạm Đông Sơn khuôn mặt âm trầm. Nhưng, loại thời điểm này, hắn không dám chọc mọi người giận. Đưa ốc biển nhỏ cho ta sẽ liên lạc với hắn. Trạm Đông Sơn mở miệng. Nam Cung Quân lắc đầu, một người khác tay cầm ốc biển nhỏ, là đồ đệ của chín người chúng ta, nó chỉ sẽ tin tưởng ta, nếu ngươi liên lạc với nó sẽ coi ngươi là lừa đảo. Trạm Đông Sơn nhíu mày. Trạm Đông Sơn, ngươi có ý gì? Mộ Dung Thần Hồng nhìn không nổi nữa, lạnh giọng nói, nhất định phải kéo bốn tông vào tuyệt cảnh mới là mục đích của ngươi sao? Chiến Long Đảo không phải là có mưu đồ khác chứ? À, theo ta thấy... Ba tông chúng ta liên thủ bắt được Chiến Long Đảo rồi nói sau. Ngay cả Huyền Linh Đại Sư một đường bình tĩnh tự nhiên cũng mở miệng, từ một khắc tiến vào cấm địa, võ giả bốn tông lẽ ra trên dưới đồng lòng, không có bí mật. Dưới ánh mắt nhìn chàm chú, Trạm Đông Sơn chỉ có thể thỏa hiệp.
Bên trong ốc biển nhỏ có không ít trận pháp, ta cũng không có hoàn toàn nắm giữ trận pháp bên trong ốc biển nhỏ, nhưng, về phương diện đưa tin, ta xác thực nghiên cứu ra cách. Trạm Đông Sơn nói ra cách đưa tin giữa hai ốc biển nhỏ, là liên quan tới phá giải trận pháp, Nam Cung Quân đương nhiên vừa nghe liền hiểu được. Ta sẽ thử lại để liên lạc với Trần Trần. Nam Cung Quân tay cầm ốc biển nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, dương mắt nhìn võ giả ba tông xung quanh, cười khẽ nói, đúng rồi. Sở Trần ngay từ đầu có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, không biết thời điểm ốc biển nhỏ phở trong tay các ngươi có nói cái gì không nên nói hay không? Nam Cung Quân nói xong, khoanh chân tại chỗ mà ngồi. Đạt Ma Sơn, phái Bắc Đẩu bao gồm cả võ giả chiến Long Đảo, thần sắc cũng không khỏi biến ảo. Đối thoại của bọn họ, đều bị Sở Trần nghe thấy. Mộ Dung Thần Hồng cùng Mộ Dung Luật ánh mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt một trận nóng bỏng. Huyền Linh đại sư cúi đầu thầm hô một tiếng A Di Đà Phật. Ánh mắt Trạm Đông Sơn lóe lên, nói như vậy, tất cả kế hoạch ban đầu của hắn đều bị Sở Trần nghe thấy. Không thể nào, Trạm Đông Sơn lại lắc đầu. Nếu thời điểm ốc biển nhỏ ỏ trong tay hắn, Sở Trần phá giải trận pháp kích động trận pháp đưa tin, hắn nhất định có thể cảm giác được. Trạm Đông Sơn nhìn Nam Cung Quân, hắn trong lúc bất chợt rất muốn quen biết đồ đệ của 9 người bọn họ. Lại có thể một mình phá giải trận pháp bên trong ốc biển nhỏ, còn đột phá đến khí tức cảnh, vậy loại yêu nghiệt thiên kiêu gì? Nóc Thiên Long Trang, Sở Trần khoanh chân mà ngồi, khí tức thấm vào trong trận pháp, bóng đêm lạnh lẽo. Anh đã hoàn toàn đắm mình trong đó. Liễu Như Nhạn đứng bên cạnh anh, bảo vệ bên người. Nửa tiếng trôi qua, lông mày Sở Trần bỗng nhiên giật giật một chút, lực chú ý của Liễu Như Nhạn nhất thời ném tới. Quân tỷ tỷ, Sở Trần hô một tiếng. Anh lần nữa nhận thấy được khí tức của quân tỷ tỷ, hơn nữa lần này, khí tức quân tỷ tỷ đến cực nhanh, rất nhanh liền cùng khí tức của anh chạm vào. Nhưng, khí tức của quân tỷ tỷ cũng không có dừng lại, sau khi chạm vào khí tức của Sở Trần, xuyên qua một bên. Sở Trần theo bản năng giật mình một chút, bất ngờ vào giây tiếp theo. Anh hiểu rồi, quân tỷ tỷ là muốn dẫn dắt khí tức của anh, phá giải trận pháp. Sở Trần nhất thời kích động, đồng thời cũng chuyên chú vô cùng. Dưới sự dẫn dắt bởi khí tức của Nam Cung Quân, Sở Trần đối với trận pháp bên trong ốc biển nhỏ thâm nhập càng ngày càng sâu. Rốt cục, ở đột phá một cái trận pháp sau đó, hai cỗ khí tức giao hòa cùng một chỗ. Sở Trần có loại cảm giác, trong đầu anh xuất hiện một vị trí cụ thể của một con ốc biển nhỏ khác. Chỉ cần đi qua theo cảm giác này, nhất định có thể đạt tới vị trí của 9 vị sư phụ. Tương tự như vậy, Nam Cung Quân cũng vậy. Đã liên lạc, Nam Cung Quân bỗng nhiên mở miệng. Chợt hô một tiếng, Trần Trần, người vẫn ổn chứ? Sở Trần lại một lần nữa nghe thấy thanh âm của Nam Cung Quân, đương nhiên phấn chấn. Lần này, ốc biển nhỏ không còn là một chiều truyền tin, giữa hai con ốc biển nhỏ, hình thành chia sẻ vị trí. Ta rất tốt, quân tỷ tỷ, có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Sở Trần cố gắng đè tâm tình kích động xuống, liên thanh đặt câu hỏi. Nam Cung Quân tay cầm ốc biển nhỏ đứng lên, có thể. Không chỉ có Nam Cung Quân. Võ giả bốn tông đều đồng thời nghe được thanh âm của Sở Trần, một đám nhất thời kích động phấn chấn. Đó là hy vọng cho họ rời khỏi khu rừng. Đã liên lạc, thời điểm mấu chốt, vẫn phải dựa vào quân tiên tử. Trạm Đông Sơn, tiếp theo thì sao? Hai con ốc biển nhỏ đã liên lạc được, phải làm thế nào mới có thể rời khỏi khu rừng này? Không ít ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Trạm Đông Sơn, nhất là Mộ Dung Luật, lúc này đặc biệt tích cực. Hắn không cho Sở Trần bất kỳ cơ hội nào cùng Nam Cung Quân tán gẫu nhiều chuyện. Không đợi Trạm Đông Sơn trả lời, Nam Cung Quân đã dẫn đầu mở miệng nói, ta có thể cảm giác được vị trí cụ thể của Trần Trần hiện tại. Lời vừa dứt, mọi người mừng rỡ. Trong cánh rừng rậm không ánh mặt trời này, võ giả bốn tông trên cơ bản đều đã mất phương hướng, mỗi một cây trong rừng rậm phảng phất đều giống nhau như đúc, mỗi một con đường bọn họ tựa hồ đều đã đi qua vài lần, bọn họ thậm chí thử quay trở về. Nhưng bọn họ cho rằng trở về, nhưng cũng một mực đi sâu vào cánh rừng rậm này. Nam Cung Quân có thể cảm giác được vị trí của Sở Trần, điều đó có nghĩa là, không cần lo lắng về cảm giác mất phương hướng nữa. Không nên trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đi. Mộ Dung Luật một khắc cũng không muốn ở lại nơi này. Hắn muốn về nhà, nhớ vợ. Những người còn lại cũng dùng ánh mắt khẩn cấp nhìn Nam Cung Quân. Nam Cung Quân đang nói chuyện với Sở Trần, Trần Trần, chúng ta giữ liên lạc như vậy. Hiện tại võ giả bốn tông chúng ta đi về phía ngươi. Sở Trần mừng rỡ, gật đầu, được. Rạng sáng ngày mai, chính là ngày cha định ra công kích chiến Long Đảo. Nếu như võ giả bốn tông có thể kịp thời trở lại,
không thể nghi ngờ là Vương Tạc phủ xuống. Đợi một chút, Trạm Đông Sơn đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, mọi người đã quên mục đích tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên của chúng ta. Theo ta được biết, chỗ sâu trong cấm sao 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 hai ẩn ngoại thiên, ẩn chứa cơ duyên lớn, chúng ta thật vất vả mới đi tới nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Khi hai con ốc biển nhỏ mất liên lạc, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm cách tìm đường, nhưng bây giờ, chỉ cần hai con ốc biển nhỏ giữ liên lạc, chúng ta hoàn toàn có thể đi vào sâu trong cấm địa, thu được cơ duyên, sau đó rời khỏi rừng rậm. Những lời này của Trạm Đông Sơn khiến không ít người đều động tâm. Không sai, thiểu số theo đa số chỉ cần Sở Trần cùng Nam Cung Quân duy trì liên lạc, bọn họ tùy thời đều có thể rời khỏi cánh rừng này này, vậy thì, lúc này cũng không vội. Đông Sơn đảo chủ nói có lý. Dưới tiền đề xác định an toàn, chúng ta có thể xung kích cơ duyên lớn một chút. Thực lực của thiên ngoại thiên chỉ lộ ra phần nổi của tảng băng trôi, liền vô cùng cường đại, chúng ta chỉ có thu hoạch đại cơ duyên, mới có cơ hội chiến thắng thiên ngoại thiên. Cửu huyền môn không có tham dự thảo luận lần này, so sánh đại cơ duyên, bọn họ càng thêm quan tâm đến an nguy của Sở Trần. Sở Trần hiện tại đang ở Chiến Long Đảo, mà Chiến Long Đảo bị thiên ngoại thiên chiếm đóng. Điều đó có nghĩa là Sở Trần tùy thời có thể đối mặt với công kích của thiên ngoại thiên. Mọi người đây là đã quên đi vết sẹo rồi. Cung quân nói chuyện không chút khách khí. Cánh rừng rậm này ngay cả võ giả thiên ngoại thiên cũng không dám tiến vào, có thể thấy được bên trong sẽ nguy hiểm cỡ nào, vì một cơ duyên không biết bao nhiêu nguy hiểm, mọi người thật sự dũng khí đáng khen ngợi. Quân tiên tử, lúc trước bốn tông đồng thời quyết định tiến vào cấm địa, người cũng không có ý kiến phản đối. Trạm Đông Sơn thản nhiên mở miệng. Hiện tại không muốn tiến vào, là lo lắng an nguy của đồ nhi các người đi. Một võ giả Chiến Long Đảo khác lúc này quát một tiếng, mọi người liền ích kỷ rồi, lúc này, hẳn là lấy thiểu số theo đa số. Từ khi tiến vào rừng rậm tới nay, tuy rằng gặp phải không ít nguy hiểm, nhưng bốn tông chúng ta đều ít nhiều chiếm được chút cơ duyên, thực lực chỉnh thể đều tảng. Nam Cung Quân nói, đề nghị của ta là, đã đủ rồi, muốn ăn quá no thì rất dễ dàng chết. Ta nghĩ... không ai sẽ từ chối cơ duyên lớn hơn. Trạm Đông Sơn nói một câu, có lẽ, cơ duyên sâu trong khu rừng rậm này, có thể khiến chúng ta đột phá ràng buộc của khí tức cảnh. Phải biết rằng, lịch sử lâu dài của giới võ giả, chưa từng có ai có thể vượt qua khí tức cảnh, tồn tại trên khí tức cảnh, chúng ta đều rất chờ mong. Trạm Đông Sơn nói những lời này, mọi người càng thêm chờ mong. Thiểu số theo đa số, lông mày Nam Cung Quân nhấc lên, so với đại cơ duyên. Cô quả thật càng thêm quan tâm đến an nguy của Sở Trần. Lúc này, bên trong ốc biển nhỏ truyền ra thanh âm của Sở Trần, quân tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, ta hiện tại rất an toàn, nếu bọn họ quyết định xâm nhập cấm địa, liền đi đi. Đúng rồi, Đông Sơn đảo chủ đúng không, ta muốn nói cho ngài biết một chút tình huống ta nhìn thấy sau khi tiến vào Chiến Long đảo. Ta cùng Trạm Mục Tư thông qua đá ngầm sau vách đá đảo Chiến Long tiến vào Chiến Long đảo, ở trong sơn động. Phát hiện mẹ con tiên tiên trốn ở nơi đó hơn một tháng, bọn họ bởi vì vừa vặn ở rừng vạn hoa hái hoa tránh thoát một kiếp. Chúng ta đưa mẹ con tiên tiên ra ngoài, đi tới Thiên Long Trang, ở trong Thiên Long Trang, thấy võ giả thiên ngoại thiên đang luyện tên, mười mấy trẻ con xếp hàng từng chữ, mi tâm vẽ ký hiệu, phương thức luyện tiễn của võ giả thiên ngoại thiên, chính là bắn mũi tên trong tay bọn họ xuyên qua mi tâm của bọn trẻ. Lời nói của Sở Trần vừa dứt, khuôn mặt võ giả bốn tông đồng thời biến sắc. Đây quả thực là một đám súc sinh, con người Nam Cung Quân hiện lên uất ức, lợn chó không bằng, dùng tính mạng trẻ con luyện tên, đây là cách làm điên cuồng đến mức nào. Võ giả Chiến Long Đảo theo bản năng nắm chặt nắm tay, khuôn mặt âm trầm. Đây chỉ là Thiên Long Trang, thanh âm Sở Trần lại một lần nữa vang lên, anh không nói thêm gì, hiểu đều hiểu. Sắc mặt Trạm Đông Sơn tái nhợt vài phần, hắn có thể nghĩ đến thiên ngoại thiên đánh chiếm Chiến Long Đảo, nhưng hoàn toàn không ngờ. Võ giả thiên ngoại thiên lại điên cuồng tàn sát người Chiến Long Đảo như thế. Thiên Long Trang, so với vị trí của toàn bộ Chiến Long Đảo, thuộc về vùng ngoại ô xa xôi. Thiên Long Trang còn diễn ra giết chóc cực kỳ bi thảm như vậy, vậy những nơi khác thì sao? Không thể tưởng tượng được, Ninh Lão Tiên trực tiếp nhìn Trạm Đông Sơn, người còn muốn tiếp tục đi tìm đại cơ duyên sao? Sắc mặt Trạm Đông Sơn biến đổi, Cửu Huyền Môn đồng ý rời đi, nếu Chiến Long Đảo cũng muốn rời đi. Dựa theo nguyên tắc thiểu số theo đa số mà bọn họ vừa nói, số lượng võ giả hai tông cộng lại, hơn cả Đạt Ma Sơn và Phái Bắc Đầu. Rất lâu, Trạm Đông Sơn hít sâu một hơi, trở về đi. Nếu như không mau chóng trở về, cùng thiên ngoại thiên đánh một trận,
bọn họ đạt được cơ duyên lớn hơn nữa, cũng sẽ trở thành tội nhân của Chiến Long Đảo. Lần này, Đạt Ma Sơn và phái Bắc Đẩu cũng không có phản đối. Cách làm của Thiên Ngoại Thiên quá mức phát điên, ngay cả trẻ con cũng bị ngược đãi giết chết. Bọn họ mặc dù không phải người Chiến Long Đảo, nhưng về mặt đạo nghĩa, bọn họ cũng phải trở về, ngăn cản trận giết chóc này. Võ giả bốn tông nhanh chóng đạt thành nhất trí. Trước tiên rời khỏi cấm địa Thiên Ngoại Thiên, giải cứu người Chiến Long Đảo. Dù sao cũng có ốc biển nhỏ trong tay, lần sau chúng ta còn có thể tiến vào. Mộ Dung Luật cũng rất tán thành đi ra ngoài. Đông đảo ánh mắt sau đó đều rơi vào trên người Nam Cung Quân. Chỉ có Nam Cung Quân mới có thể cảm giác được vị trí cụ thể của Sở Trần. Vậy chuyện không nên chậm trễ, xuất phát thôi. Nam Cung Quân mở miệng, Trần Trần, từ giờ trở đi, ngươi phải duy trì khí tức thấm vào trong trận pháp của ốc biển nhỏ. Không thành vấn đề gì, Quân tỷ tỷ. Khuôn mặt Sở Trần toát ra chờ mong, ta chờ mọi người ra ăn khuya. Nam Cung Quân cầm ốc biển nhỏ trong tay, tìm đúng phương hướng, đi thôi. Các sư phụ rốt cục cũng sắp ra ngoài rồi. Nóc Thiên Long Trang, Sở Trần thở phào nhẹ nhõm, anh cũng có thể cảm giác được vị trí cụ thể của một ốc biển nhỏ khác, với tốc độ của các sư phụ, trước khi trời sáng, tuyệt đối có thể chạy tới Chiến Long Đảo. Đây chắc chắn là một niềm vui lớn. Ngươi không sợ các sư phụ đi ra tìm ngươi tính sổ sao? Liễu Như Nhạn bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, hướng Sở Trần nháy mắt mấy cái. Đồng tử sỏ, Trần chấn động, suýt quên chuyện này. Lấy tính tình của mấy sư phụ, anh đánh một trận này, tuyệt đối chạy không thoát. Khóe miệng sỏ, Trần nhẹ nhàng giật giật, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi xác định các sư phụ an toàn rời khỏi cấm địa Thiên Ngoại Thiên, anh liền cắt đứt liên lạc giữa ốc biển nhỏ, trước tiên tránh trước. Rừng rậm không ánh mặt trời, vô giả bốn tông theo sát bước chân của Nam Cung Quân, hướng bên ngoài rừng rậm rời đi. Thiên Tiêu Tôn giả ánh mắt nhìn chung quanh một cái, cảm giác có chút không đúng. Nghe vậy, mấy người còn lại trong lòng rùng mình, loại cảm giác này của Thiên Tiêu Tôn giả tương đương với một tín hiệu nguy hiểm. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng, mũi tên sắc bén giống như mưa dày bao trùm mà đến. Không có nửa điểm báo trước, chờ tập kích, uy lực vô cùng cường đại, cho dù là võ giả khí tức cảnh cũng phải tránh mũi nhọn. Chuyện gì vậy, cẩn thận cơ quan, đây đều là mũi tên có độc. Võ giả bốn tông nhao nhao xuất chiêu, ngăn cản mũi tên nhọn tập kích. Cơ hồ đồng thời, nóc nhà Thiên Long Trang, thần kinh Sở Trần đột nhiên cáng thắng, thốt ra Quân tỷ tỷ, làm sao vậy? Có thể là đi nhầm vào trong cơ quan trận pháp của rừng rậm. Nam Cung Quân trả lời, yên tâm, không có sao. Nhưng mà, trong lòng Sở Trần Thủy Chung cũng có một cỗ cảm giác bất an dần dần bắt đầu lan tràn, sau một vòng trùng kích của mũi tên, võ giả bốn tông nghỉ ngơi hồi phục một lát, vừa định xuất phát lần nữa, bỗng nhiên có người kinh hô lên, nhìn xem, khí độc tới rồi. Bá bá bá, từng đạo ánh mắt nhìn qua, phương hướng khí độc xuất hiện, chính là hướng bọn họ muốn rời đi. Phảng phất như đang phóng thích ra một tín hiệu, không cho phép võ giả bốn tông rời khỏi khu rừng rậm này. Ta có một suy nghĩ không tốt, Mộ Dung Thần Hồng khuôn mặt hơi biến sắc, có phải hay không, nếu chúng ta tìm đúng hướng rời đi, sẽ bị cơ quan trận pháp trong rừng rậm này ngăn trở. Võ giả bốn tông khuôn mặt thất sắc, trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đều rất rõ cơ quan trận pháp trong rừng rậm này khủng bố, ngẫu nhiên một lần trong lúc vô tình đụng chạm đã khiến người ta sợ hãi, nếu thật sự bị những cơ quan trận pháp này theo dõi mà nói, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiến lên trước, lần này, Lý Hoa Thước ngược lại xuất ra giải độc, phát cho võ giả bốn tông, ta vừa mới nghiên cứu ra một loại giải độc, hẳn là có thể ngăn cản một phần khí độc. Mộ Dung Luật tiếp nhận giải độc, sau khi ăn xong cảm thán, cửu huyền môn, chính là khí lớn. Bọn họ lần này nếu như có thể thành công thoát khỏi cấm địa Thiên Ngoại Thiên, cửu huyền môn công lao quá vĩ đại. Một tiếng sau, võ giả bốn tông chật vật ngừng lại, trong miệng thở hồn hển, trong bọn họ thậm chí còn có một bộ phận người bị thương. Đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng một điểm, vì sao võ giả Thiên Ngoại Thiên cường đại như thế, cũng không dám bước vào cấm địa này nửa bước. Sắc mặt Trạm Đông Sơn trắng bệch, nhìn ốc biển nhỏ trong tay Nam Cung Quân. Hắn tưởng tượng quá hoàn mỹ. Cho rằng chỉ cần có ốc biển nhỏ trong tay, liền có thể rời khỏi cấm địa Thiên Ngoại Thiên. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn cũng mơ hồ có chút tuyệt vọng, trong cấm địa mặc dù có cơ duyên lớn hơn nữa thì như thế nào? Bọn họ cản bản không thể ra ngoài, càng đi ra ngoài, lực cản càng lớn, không thể ra ngoài nữa. Nam Cung Quân thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói, đi tiếp như vậy, còn chưa có đi ra khỏi cấm địa, chúng ta phải toàn quân bị diệt.
Trong lòng võ giả bốn tông giống như treo một tảng đá thật lớn, sắp không cách nào hô hấp. Hai ốc biển nhỏ thành công liên lạc, mang đến cho bọn họ rực rỡ, nhưng giờ phút này, bày ra trước mặt bọn họ, lại là vô tận hắc ám. Xong rồi, Mộ Dung Luật lầm bẩm, nếu như đời này cũng không có cách nào rời khỏi nơi này, Huyền Linh Đại Sư cũng không cách nào bình tĩnh, cấm địa, đây mới là cấm địa thật sự. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, cấm địa như thế, làm sao có thể dễ dàng ra vào. Trạm Đông Sơn, ngươi, hại chết ta rồi. Sắc mặt Trạm Đông Sơn cũng cực kỳ âm trầm. Hắn cũng thật không ngờ cấm địa thiên ngoại thiên lại đáng sợ như vậy. Biết rõ phương hướng rời khỏi cấm địa, lại bị cơ quan trận pháp gắt gao ngăn cản. Điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể đi vào bên trong. Trạm Đông Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị, chúng ta không có lựa chọn nào khác, tiếp tục đi về phía trước, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Lúc này, mọi người cũng không có lý do phản đối. Chỉ có thể đi về phía trước. Quân tỷ tỷ, bên trong ốc biến nhỏ truyền đến thanh âm lo lắng của Sở Trần, vừa rồi mọi người đối thoại Sở Trần đương nhiên cũng nghe được. Không sao, Nam Cung Quân giọng nói thoải mái an ủi Sở Trần, Thiên Tiêu sư phụ tính toán một quẻ, quẻ tượng đại cát, chúng ta nhất định có thể rời cấm địa thiên ngoại thiên. Sở Trần nắm chặt ốc biển nhỏ, ta có thể làm gì không? Nam Cung Quân cười, người có thể làm, chính là bảo vệ tốt bản thân, chờ chúng ta đi ra. Sở Trần, lúc này, Trạm Đông Sơn bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, nếu như cậu có thể tìm được đảo Vỏ Sò, liền đến đảo Vỏ Sò tìm Thiên Bối lão nhân, ông ấy có lẽ có thể cung cấp một vài tin tức hữu dụng. Đảo Vỏ Sò, Thiên Bối lão nhân, Sở Trần nhớ kỹ, còn có, giọng điệu Trạm Đông Sơn dừng lại, chua xót mở miệng, nếu như có thể, xin cậu cửu cứu người chiến Long Đảo, cho dù là một, hai người. Được, tôi sẽ cố gắng. Sở Trần không nói ra hành động lớn tối mai. Lúc này, để cho các sư phụ an tâm ở trong cấm địa tìm kiếm lối thoát, chuyện bên ngoài, anh giải quyết là được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi theo hướng ngược lại. Nam Cung Quân nói, hướng ngược lại đi thẳng mà nói, chính là sâu trong cấm địa thiên ngoại thiên. Tâm tình của võ giả bốn tông nặng nề, lại một lần nữa xuất phát. Quả nhiên, lần này, bọn họ không có gặp phải công kích nữa. Cơ quan trận pháp thiên ngoại thiên phảng phất có một cái thủ tục mặc định, cái chỗ này, chỉ cho phép vào, không được ra. Nóc nhà Thiên Long Trang, thần sắc Sở Trần nghiêm trọng, nắm chặt ốc biển nhỏ trong tay. Tâm trạng thằng trầm, vốn tưởng rằng tối nay liền có thể nghênh đón chín vị sư phụ trở về, nhưng không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện như vậy, dưới sự ngăn cách của trận pháp cấm địa thiên ngoại thiên, chín vị sư phụ đã không còn lựa chọn. Mặc dù quân tỷ tỷ trong miệng nói thoải mái, nhưng Sở Trần có thể tưởng tượng được, nguy cơ bọn họ sắp gặp phải. Đảo Vỏ Sò, Thiên Bối lão nhân. Sở Trần nhớ kỹ cái tên này, người mà Trạm Đông Sơn mới nhắc tới dưới tình huống như vậy, nhất định có tác dụng. Sau khi trận chiến ngày mai kết thúc, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm đảo Vỏ Sò. Như vậy, trận chiến ngày mai, nhất định phải thắng. Đôi mắt Sở Trần lướt qua một đạo quang mang vô cùng kiên định. Đồng thời, anh cũng một mực lưu ý tình huống của các sư phụ, võ giả bốn tông đồng thời điều chuyển phương hướng, sau khi đi sâu vào trong rừng rậm. Trong vòng một giờ, bọn họ không gặp phải bất kỳ công kích nào. Sâu trong rừng dường như dần dần yên tĩnh lại, yên tĩnh đến khủng khiếp. Võ giả bốn tông cơ hồ đều không có nói chuyện với nhau, ai nấy đều mang tâm sự, điều chỉnh trạng thái, tùy thời chuẩn bị đánh một trận sinh tử. Bọn họ đã biết được uy lực cấm địa thiên ngoại thiên, hiện tại không có công kích bọn họ, cũng không thể nói rõ bọn họ không có nguy hiểm, có lẽ, nguy hiểm lớn hơn, ở sâu trong rừng rậm. Quá nửa đêm. Sở Trần ngẩng đầu lên, thấy Liễu Như Nhạn ngồi ở một bên, thần sắc ngẩn ra, Liễu tỷ tỷ, rất muộn, nếu không tỷ trở về nghỉ ngơi trước đi. Giỏ biến trên chiến long đảo rất lớn, tóc Liễu Như Nhạn bị thổi bay, một chút quấn quanh cổ ngọc, làn váy đỏ, có vẻ đẹp dịu dàng nói không nên lời, đôi mắt ôn nhu như nước, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng, ta không sao. Sở Trần cầm ốc biển nhỏ trong tay, lực chú ý đều ở trên người các sư phụ, cũng không nói thêm gì nữa. Trong rừng rậm cấm địa thiên ngoại thiên, Nam Cung Quân đi ở phía trước, trong tay cô cầm ốc biển nhỏ, dưới điều kiện tiên quyết cảm giác được vị trí của Sở Trần, hướng về phương hướng hoàn toàn ngược lại, cứ như vậy, dẫn theo bốn tông võ giả dùng tốc độ cực nhanh đi vào sâu trong cấm địa. Trận doanh chiến Long Đảo, khuôn mặt Trạm Đông Sơn biến ảo bất định. Hắn rõ, cứ tiếp tục như vậy, cung điện ở sâu trong cấm địa không giấu được. Trạm Đông Sơn dưới cơ duyên xảo hợp biết được một vài tin tức về cấm địa thiên ngoại thiên, hắn biết một tòa cung điện ở sâu trong cấm địa,
mà cách rời khỏi cấm địa, chính là ở trong cung điện. Nhưng Trạm Đông Sơn vốn cũng cho rằng, thông qua liên lạc giữa hai tiểu ốc biến cũng có thể rời khỏi cấm địa, hiện tại xem ra, chỉ còn lại cách duy nhất. Võ giả bốn tông cùng nhau tiến vào cung điện, ai có thể thu hoạch được cơ duyên lớn hơn, tất cả đều dựa vào cá nhân. Sâu trong nội tâm Trạm Đông Sơn vẫn mơ hồ có chút sảng khoái, hắn muốn chiến long đảo độc chiếm phần cơ duyên này. Ta cảm thấy xung quanh càng ngày càng âm trầm. Trận doanh phái bắt đầu, Mộ Dung Luật cả người nối ra gà, ánh mắt thậm chí sinh ra ảo giác, cho rằng xấu trong rừng rậm có dã thú đáng sợ, ánh mắt tản mát ra lục quang. Không có cơ quan thuật, không khí độc, thậm chí, ngay cả động vật cũng rất ít. Thiên Tiêu tồn giả thần sắc trịnh trọng, bọn họ ở bên cạnh Nam Cung Quân hộ pháp, bởi vì giờ phút này Nam Cung Quân đi ở phía trước, nếu có nguy hiểm mà nói, Nam Cung Quân đứng mũi chịu sào. Phía trước là cái gì? Đột nhiên, có người kêu lên, Sở Trần trên nóc Thiên Long Trang trong lòng đột nhiên căng thẳng. Anh biết, cấm địa tối nay sẽ không bình tĩnh, nguy cơ rốt cuộc đã tới. Liễu Như Nhạn ngồi bên cạnh Sở Trần, lực chú ý cũng rơi vào ốc biển nhỏ. Võ giả bốn tông đồng thời nhìn ra xa, cuối rừng rậm đen kịt, nhìn thấy quái vật khổng lồ, cao vút mà lên, còn ở cực xa liền có thể cảm nhận được một cỗ lực áp bách đáng sợ. Đó là, một tòa kiến trúc. Võ giả bốn tông cảm giác ra đầu tê dại, cuối một mảnh rừng rậm tối tám như vậy, lại là một tòa cung điện thần bí. Nó được xây dựng bởi ai? Phải biết rằng, nơi này, được xưng là cấm địa thiên ngoại thiên, chứng tỏ võ giả thiên ngoại thiên cũng không dám dễ dàng bước vào. Mọi người nín thở, lúc này, bọn họ thậm chí ngay cả thở cũng phải chậm lại, sợ quấy nhiễu cái gì đó. Cẩn thận đến gần phía trước, càng đến gần, càng sinh ra một loại cảm giác bản thân cực kỳ nhỏ bé. Tường thành cung điện cao chừng mấy chục mét, mặt ngoài bóng loáng, nhìn không ra chất liệu gì kiến tạo mà thành, toàn thân đen kịt, cho dù là dưới bóng đêm, cũng tản ra hàn quang u sáng. Cứ như vậy yên tĩnh đứng ở cuối rừng rậm, khiến người ta có một loại cảm giác cô đơn sâu sắc. Không ai biết tòa cung điện này đã trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng ở cấm địa thiên ngoại thiên. Mọi người nhìn mặt đất trước cung điện, sắc mặt Mộ Dung Thần Hồng bỗng nhiên trắng bệch, thanh âm run rẩy, cả người run rẩy như điện giật. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Mặt đất trước cung điện, vài đống xương trắng, nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, thậm chí một số dựa trực tiếp vào các bức tường lạnh lẽo. Đã chết không biết bao nhiêu nám. Huyền Linh Đại Sư, song trường khép lại, A-di-đà Phật. Mộ Dung Luật lập tức nghĩ tới cái gì đó, thốt ra, những thứ này không phải là người đã từng đi nhầm vào cấm địa. Cuối cùng, Mộ Dung Luật nói không được nữa, tay chân thoáng cái lạnh như báng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây. Có lẽ cũng sẽ là kết cục của bọn họ. Bức tường mặc dù không thấp, nhưng vẫn không thể ngăn cản ta. Trận doanh chiến long đảo, một người khẽ quát một tiếng, thân ảnh như gió, nhanh chóng vọt tới trước đại điện tường vây, thân thể nhảy lên, trong lúc đó, mượn lực xông lên 2/3 chiều cao tường vây, bỗng nhiên duỗi chân đá một cái, muốn mượn sức tường thành vượt qua. Nhưng mà, ngay khi chân võ giả khí tức cảnh này đá trúng tường vây, vây tường thoạt nhìn vô cùng bóng loáng. Đột nhiên bay ra mũi tên dày đặc, nhanh như chớp, bao trùm võ giả này. Uy lực của mũi tên có thể so với công kích của võ giả khí tức cảnh cường đại. Dưới sự bao trùm dày đặc, võ giả khí tức cảnh chiến long đảo này không kịp tránh né, chật vật ngăn cản một chút, thân hình bị đâm thủng, trong nháy mắt đã bị đâm thành nhím. Ầm, thanh âm rơi xuống đất giống như sấm sét chợt nổi lên. Tất cả mọi người im lặng, nhịp tim dường như ngừng lại, nhìn bức tường đại điện phía trước. Bức tường đại điện cao vút giống như một con quái thú thời tiền sử đáng sợ, sừng sững cao cao, quan sát nhân gian, lạnh lùng vô tình, ngăn cản đường đi của bọn họ, cắt đứt hy vọng sống của bọn họ. Nó sẽ không có chút thương hại nào, từ sự phân bố của xương trắng khắp nơi có thể nhìn ra được, võ giả vừa ngã xuống đất kia, may nám sau, cũng sẽ trở thành một đống xương trắng không người hỏi thám trước tường vây cung điện này. Dần dần, ánh mắt võ giả bốn tông toát ra tuyệt vọng. Phía trước không có đường, chỉ có thể chờ chết, nhưng quay đầu lại đi ra bên ngoài, chỉ làm tàng thêm tốc độ chết. Cấm địa này chính là một nơi tử vong, còn có cách nào không? Võ giả bốn tông không hẹn mà cùng nhìn về phía Trạm Đông Sơn. Còn cách nào sao? Trạm Đông Sơn cũng đồng thời hỏi mình một vấn đề như vậy. Giờ phút này sắc mặt Trạm Đông Sơn tái nhợt, hắn đánh giá thấp cấm địa thiên ngoại thiên. Lần này, triệt để tính sai. Đối mặt với bức tường đáng sợ này. Trạm Đông Sơn có một cảm giác vô lực bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim. Võ giả tứ tông nhìn thấy vẻ mặt của Trạm Đông Sơn như vậy,
cũng không cần hắn trả lời. Bóng tối của cái chết, bao phủ bọn họ, chết cũng không đáng sợ, thế nhưng, muốn như vậy đối mặt với một bức tường không cách nào vượt qua, chờ đợi chết, điều này sẽ dày vò cờ nào. Mộ Dung Thần Hồng lẩm bẩm mỏ, miệng, theo bản năng quay đầu lại, nhưng mà, muốn quay đầu lại xông ra ngoài, biết rõ kết cục chết, cũng không có ai có dũng khí quay đầu lại. Đó là lý do tại sao tất cả các xương trắng được xếp chồng lên nhau ở phía trước của bức tường. Có lẽ những người này, một khắc trước khi chết, đều còn đang chờ đợi, có thể vượt qua tường vây, tiến vào trong đại điện. Quân tỷ tỷ, sao vậy? Sở Trần không kiềm chế được hỏi. Nam Cung Quân suy nghĩ một hồi, vẫn không giấu giếm, chúng ta nhìn thấy một tòa đại điện, thế nhưng bên ngoài có tường vây ngăn cách, không có cách nào vượt qua tường vây tiến vào, phía trước tường vây, còn có một đống xương trắng. Trong lòng Sở Trần trầm xuống, anh hiểu tình hình của các sư phụ. Đúng, Thiên Bảo lão nhân. Trạm Đông Sơn đột nhiên hô to về phía ốc biển nhỏ, cậu nhất định phải nghĩ cách tìm được đảo vỏ sò, tìm được Thiên Bối lão nhân, nói cho ông ấy biết tình cảnh hiện tại của chúng ta, có lẽ ông ấy sẽ có cách. Trạm Đông Sơn, Thiên Bối lão nhân đó rốt cuộc là ai? Ninh lão tiên nhìn không được hỏi, đảo vỏ sò ở đâu? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về nó? Trạm Đông Sơn trầm giọng trả lời, hai con ốc biển nhỏ này, chính là xuất phát từ tay tiền nhân của đảo vỏ sò. Truyền thuyết kể rằng, cơ quan trận pháp của cấm địa thiên ngoại thiên, cũng là tiền nhân của đảo vỏ sò bố trí, Thiên Bối lão nhân là một vị tiền bối đức cao vọng trọng nhất trên đảo vỏ sò. Đông tử sò, Trần co rụt lại, đảo vỏ sò thần bí và thiên ngoại thiên lại còn có một đoạn sâu xa như vậy. Tôi nhất định sẽ tìm được Thiên Bối lão nhân, mọi người chờ tin tức của tôi. Sở Trần bảo đảm, võ giả bốn tông nhìn bức tường cao vút, bỗng nhiên có người mỏ, miệng, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết đi, hay là đi một vòng quanh tường thành, có lẽ có thể phát hiện ra cái gì. Nếu như có tác dụng, nơi này sẽ không có xương trắng khắp nơi. Mộ Dung Luật bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng đứng lên, cho dù biết sẽ vô dụng, nhưng không đi một vòng, tuyệt đối sẽ không cam lòng. Có lẽ, sẽ có một thu hoạch bất ngờ. Đến lúc này, võ giả bốn tông đương nhiên sẽ không tự mình hành động, cùng nhau dọc theo tường vây đại điện đi qua, một vòng lớn đi xuống, phía trước tường vây, thỉnh thoảng xuất hiện một đống xương trắng, tường vây sáng ngời u ám khiến người ta một cỗ hàn khí ngưng đọng linh hồn. Tập thể võ giả bốn tông trầm mặc, không khí có vẻ áp lực. Còn người Nam Cung Quân bỗng nhiên dừng lại ở phía trước. Cẩn thận, Nam Cung Quân thốt lên, tất cả mọi người cũng chú ý tới. Xương trắng phía trước, dường như nhiều hơn những nơi khác. Nhất định có chỗ đặc biệt, điều này cũng có nghĩa là người chết phía trước nhiều hơn, mọi người phải cẩn thận. Võ giả bốn tông cẩn thận tới gần, nóc Thiên Long Trang, trong lòng Sở Trần cũng một lần nữa thắt chặt, anh hận không thể giờ phút này mình đang ở, bên cạnh chín vị sư phụ, loại cảm giác này chỉ có thể cảm giác được chín vị sư phụ nguy hiểm lại bất lực, thật sự quá bất đắc dĩ. Mạch chủ cửu đại cửu huyền môn đi cùng một chỗ, càng là loại thời khắc này, chỉ có người của mình là đáng tin cậy nhất. Phía trước đầy xương trắng, từ tháng 12 đến nay, quả thật đã đến không ít người, cố ý hoặc là lạc vào cấm địa thiên ngoại thiên. Hoặc là, đây chính là người thiên ngoại thiên trải qua thời gian dài thám dò, mới coi đó là cấm địa. Võ giả bốn tông ngước mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm chỗ này khác với những nơi khác. Nhiều ánh mắt rơi vào tường, nơi này có một cánh cửa, một tiếng kinh hô dẫn tới ánh mắt của mọi người, trên vách tường bóng loáng. Đến gần mới có thể nhìn thấy, quả thật có một cánh cửa. Một võ giả đi lên, muốn đưa tay đẩy cửa. Lúc này, võ giả bốn tông cơ hồ là đồng loạt lui về phía sau như phản xạ có điều kiện. Võ giả này cũng đột nhiên nghĩ tới vị võ giả Chiến Long Đảo vừa rồi gặp phải, sắc mặt mãnh liệt, vội vàng lui về phía sau vài bước, bức tường thần bí này, không thể dễ dàng chạm vào. Cánh cửa này không có khả năng dễ dàng bị đẩy ra như vậy, nhìn xương trắng trước cửa liền biết, những người này hẳn là đều là chết dưới tiễn. Thần sắc Lý Hoa Thước nghiêm trọng, võ giả bốn tông, ai cũng không dám dễ dàng đi thử. Chúng ta không thể mãi không có bất kỳ hành động nào. Nam Cung Quân trầm ngâm một hồi, mỏ, miệng nói, như vậy đi, chúng ta chờ tin tức của Sở Trần, chờ nó có thể tìm được Thiên Bối lão nhân hay không, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo, thật sự không được, võ giả bốn tông chúng ta, mỗi người thay phiên phái người ra đẩy cửa. Vừa dứt lời, bên trong ốc biển nhỏ nhất thời truyền đến thanh âm lo lắng của Sở Trần, quân tỷ tỷ, mọi người ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải chờ ta, đừng đi đẩy cửa. Kết quả đẩy cửa, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh.
Thanh âm của Nam Cung Quân mang theo thoải mái truyền vào trong tai Sở Trần, vậy các sư phụ chờ tin tức của ngươi. Nhìn kìa, có một chỗ lõm ở đây. Võ giả phái bắt đầu cách cánh cửa kia gần nhất chính là Mộ Dung Luật, hắn lòng nhớ nhà lại tựa như tiễn, bởi vì cả cánh cửa đều là màu đen bóng, nếu không nghiêm túc chú ý nhìn, cán bản nhìn không ra có chỗ lõm xuống. Những người còn lại cũng đi lên nhìn một cái. Cái chỗ lõm này, Nam Cung Quân bỗng nhiên cầm lấy con ốc biển nhỏ trong tay, hình như vừa lúc có thể đặt một con ốc biển nhỏ xuống. Lời vừa dứt, mọi người nhất thời nín thở. Ánh mắt Trạm Đông Sơn sáng lên, ốc biển nhỏ chính là chìa khóa mở cánh cửa này. Hắn biết ốc biển nhỏ có tác dụng lớn sau khi đi tới đại điện, mãi đến khi nhìn thấy chỗ lõm của cánh cửa này, hắn mới thật sự xác định. Võ giả bốn tông đồng thời phấn chấn kích động, đột nhiên bước ngoặt này, mang đến hy vọng, khiến tâm trạng của người ta phấn chấn. Nhanh thử đi, có người không thể chờ đợi đế mở miệng, chờ một chút, nhìn bên này, còn có một chỗ lõm. Nam Cung Quân mở miệng. Mọi người ngẩn ra, bỗng nhiên, đồng thời nghĩ đến một khả năng khác, chẳng lẽ, phải có hai con ốc biển nhỏ cùng nhau, mới có thể mở cánh cửa này. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nam Cung Quân, suy cho cùng, ốc biển nhỏ có thể mở ra cánh cửa này hay không, đều là không rõ, Nam Cung Quân nỡ để cho đồ đệ bảo bối của mình tiến vào cấm địa mạo hiểm sao. Đây chính là nội y chỉ cho phép vào, không được ra ngoài. Nam Cung Quân đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ. Trong nháy mắt cắt đứt liên lạc giữa hai ốc biển nhỏ, sau đó mở miệng nói, mọi người đừng nghĩ nhiều quá, ta thà rằng chết ở chỗ này, cũng không có khả năng để cho Sở Trần mạo hiểm tiến vào. Thái độ của Nam Cung Quân rất kiên quyết, phía sau nàng, mạch chủ Cửu Huyền Môn, đều chống đỡ một câu này của cô. Bọn họ không có khả năng đáp ứng để Sở Trần tiến vào mạo hiểm. Trước tường vây đại điện sáng lạnh như băng, bầu không khí trong nháy mắt ngưng động lại. Trên nóc Thiên Long Trang. Số Trần nắm chặt ốc biển nhỏ, đồng tử co rút lại, anh liều mạng muốn tìm kiếm khí tức trên một con ốc biển nhỏ khác, nhưng đã tìm không thấy Quân tỷ tỷ. Sở Trần lo lắng liên tục hô vài tiếng, Liễu Như Nhạn hiểu, Quân tiên tử xóa bỏ khí tức của cô ấy rồi. Sở Trần ngơ ngác ngồi trên nóc nhà, anh làm sao có thể không rõ ý tứ của Quân tỷ tỷ. Anh một mực chú ý tình huống bên kia của ốc biển nhỏ, khi nghe Quân tỷ tỷ nói một cánh cửa thần bí kia còn có một chỗ lõm khác. Sở Trần liền lập tức nghĩ đến ốc biển nhỏ trong tay anh. Có lẽ là phải có hai tiểu ốc biển tề họp, mới có thể mở ra cửa đại điện. Nhưng Quân tỷ tỷ trong nháy mắt cắt đứt liên lạc giữa hai ốc biển nhỏ, thái độ đã rất kiên định, tuyệt đối không cho phép Sở Trần bước vào cấm địa thiên ngoại thiên nửa bước. Ta phải đi cửu bọn họ. Sở Trần bỗng nhiên đứng lên, Liễu Như Nhạn ngán anh lại. Khí tức của Quân tiên tử đã biến mất, người có biết vị trí cụ thể của bọn họ không? Liễu Như Nhạn nói, đừng quên, thiên bối lão nhân mà Trạm Đông Sơn nhắc đến, chúng ta mau chóng tìm được đảo vỏ sò, mới có thể giúp được bọn họ. Phải, đảo vỏ sò. Sở Trần cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, mở phía sau đài cục đặc chiến, Giang Ánh Đào từng gửi cho anh về phương vị đại khái của đảo vỏ sò ta lập tức đi tìm. Ta đi cùng ngươi, Liễu Như Nhạn nói. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn mỉm cười, nhiều người có thể giúp nhau, vùng biến hiện tại. Tùy thời đều có thể đụng phải nguy cơ khí tức cảnh cũng không cách nào đối mặt. Hơn nữa, đừng nói là đảo vỏ sò, nếu như ngươi muốn tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên, ta cũng phải đi, ai bảo ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ đây, nếu như bỏ lại ngươi một mình, tỷ tỷ như ta cũng quá không xứng đáng. Liễu Như Nhạn ôn nhu nháy mắt với Sở Trần, ngươi cũng không phải chỉ có một Quân tỷ tỷ. Tóc dài phiêu phiêu, váy đỏ xẹt qua, tư thái uyển chuyển, Liễu Như Nhạn đã dẫn đầu rời khỏi Thiên Long Trang. Còn có một ngày, chính là thời điểm quyết chiến với võ giả thiên ngoại thiên trên Chiến Long đảo, thời gian anh rời đảo lần này không thể quá dài. Từ tư liệu cho thấy, đảo vỏ sò ở phía đông Chiến Long đảo, Sở Trần cùng Liễu Như Nhạn thông qua lối ra dưới vách đá rời đi, tìm thuyền trưởng lấy một chiếc thuyền cao tốc, giống như mũi tên rời cung sông ra ngoài, tranh giành từng giây từng phút. Anh đến chậm một bước, chín vị sư phụ liền thêm một phần nguy hiểm. Giờ này khắc này, trước tường vây của đại điện cấm địa, quả thật cỏ vài phần không khí dương cung bạt kiếm. Võ giả tam tổng giờ khắc này đứng ở cùng một mặt trận, đứng song song Cửu Huyền Môn. Quân tiên tử, cô tối thiểu cũng phải để cho Sở Trần tự mình lựa chọn chứ. Mộ Dung Thần Hồng trầm giọng nói, hắn có quyền quyết định đến hoặc là không. Ta là tỷ tỷ hắn. Nam Cung Quân híp mắt, ta sẽ không cho phép hắn đến, làm sao vậy? Trạm Đông Sơn lạnh lùng nhìn Nam Cung Quân, vậy để tiểu ốc biển về nguyên chủ đi. Nam Cung Quân lựa chọn không liên lạc,
nhưng bọn họ muốn liên lạc, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, hai ốc biển nhỏ, chính là chìa khóa mở tòa đại điện này, mà bên trong đại điện, có đại cơ duyên, có cách rời khỏi cấm địa. Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nam Cung Quân lui về phía sau hai bước, mạch chủ Cửu Huyền đều nghiêm trận chờ đợi. Nếu như đối phương động thủ cướp, vậy liền không tiếc đại giới đánh một trận. Cửu Huyền môn các người sẽ không cảm thấy, chỉ bằng thực lực của 9 người các người, có thể chống lại ba tông. Ninh lão tiên cười hắc hắc, không thử một lần làm sao biết. Ninh lão quỷ thật cuồng vọng, ta đến tiếp chiêu ngươi. Mộ Dung Luật tức giận mà lao ra, ba tông vây công Cửu Huyền môn. Càng nhiều ánh mắt ỏ, trên ốc biển nhỏ trong tay Nam Cung Quân. Đến tình cảnh này, bọn họ không còn bận tâm đến phong thái võ giả gì nữa, động thủ đi cướp. Thậm chí, không ít người giờ phút này sinh ra một suy nghĩ trong đầu, bọn họ phải bắt mạch chủ Cửu Huyền, lấy đó làm bắt cóc, ép Sở Trần mang một ốc biển nhỏ khác vào cấm địa. Nếu không, cho dù bọn họ đoạt lại ốc biển nhỏ cũng vô dụng, Sở Trần không chịu tiến vào. Trạm Đông Sơn cũng đang thầm nghĩ. Hy vọng Sở Trần cùng mạch chủ Cửu Huyền thầy cho tình trọng a. Bịch, bỗng nhiên, kèm theo một tiếng nổ lớn, một võ giả phái bắt đầu bắn ra phi tiêu, không đánh trúng mục tiêu, ngược lại còn đánh vào tường vây bóng loáng. Hình ảnh giống như đứng yên vào lúc này. Giây tiếp theo, một tiếng hét lớn, né tránh. Xèo, 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 mưa tên dày đặc bắn ra, phô thiên cái địa. Võ giả bốn tông đồng thời nhanh chóng lui lại, hơn nữa sử dụng tất cả vốn liếng đi ngăn cản. Đây chính là mưa tên bao trùm có thể so với uy lực công kích của cường giả khí tức cảnh. Như Tu La Hàng Lâm, mọi người kinh hãi. Uy lực của mũi tên quá đáng sợ. Võ giả bốn tông đều đồng thời xuất hiện tình huống bị thương, trong đó một võ tăng ở Đạt Ma Sơn cách tường vây gần nhất, không kịp rút lui, trực tiếp bị bắn thành cái dây. Sau một đợt mũi tên này, tràng diện tĩnh mịch, tòa đại điện khủng bố này, lần lượt làm mới nhận thức của bọn họ. Nếu xông vào, cản bản không có khả năng đi vào. Khả năng duy nhất, chìa khóa. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Quân. Không nghĩ tới chính là, Nam Cung Quân lúc này lại vò tới một cánh cửa đen kịt kia. Đứng ở dưới tường vây, Nam Cung Quân quay đầu lại, tiêu sái cười, các người không phải đều muốn biết, ốc biển nhỏ có phải là chìa khóa mở cửa lớn này hay không? Ta hiện tại liền thử cho các người. Ninh lão tiên sắc mặt biến đổi, quân muội, đừng kích động, nếu đó là chìa khóa, ta sẽ không có chuyện. Nam Cung Quân nói. Cô biết rõ, con ốc biển nhỏ trong tay mình chính là bom hẹn giờ. Võ giả tam tông dưới loại tuyệt cảnh này, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng tranh đoạt ốc biển nhỏ, bởi vì theo bọn họ thấy, đây là cơ hội duy nhất sống sót. Nam Cung Quân chỉ có thể thử một lần. Thử một lần, đặt ốc biển nhỏ vào cửa, sẽ có chuyện gì xảy ra? Cô đã không còn lựa chọn nào khác. Nam Cung Quân thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên liền đặt ốc biển nhỏ vào chỗ lõm ở cửa lớn. Trong nháy mắt này, khuôn mặt võ giả tam tông đồng thời đại biến, phản xạ có điều kiện vội vàng lui về phía sau. Tám đạo thân ảnh thiên tiêu tôn giả lại không hẹn mà cùng xông về phía Nam Cung Quân. Nếu lần nữa kích động cơ quan mũi tên, 9 người liên thủ, so với một người chống lại còn tốt hơn. Ánh mắt mọi người đều nhìn chám chú vào khoảnh khắc con ốc biển nhỏ trong tay Nam Cung Quân đặt vào chỗ lõm ở cửa lớn trong khoảnh khắc quang mang lóng lánh, phát ra thanh âm nổ vang. Mọi người càng thẳng, vài giây sau. Ánh sáng dần dần biến mất, cơ quan mũi tên không khởi động, mạch chủ Cửu Huyền đều thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kia, giật mình. Chỗ lõm vừa rồi, đã biến mất không thấy, bỏng loáng. Ốc biển nhỏ, cũng biến mất không thấy. Võ giả ba tông cũng đều xông lên, thấy một màn này, đều ngây ra như ngỗng. Mất rồi, không có ốc biển nhỏ. Hy vọng duy nhất của bọn họ rời khỏi thiên ngoại thiên, cứ như vậy tan vỡ. Rất nhanh. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Quân, mang theo oán hận. Quân ma nữ, cô tự tay chặt đứt hy vọng của tất cả chúng ta. Trạm Đông Sơn giống giận. Giết quân ma nữ, giết cô ta. Phía trước tường vây lạnh lẽo u ám, sát khí nổi lên bốn phía. Võ giả ba tông cuồng nộ vô cùng, muốn giết chết Nam Cung Quân để trút giận. Khí tức nóng nảy, muốn cùng đến chỗ chết, cứ việc tới đây đi. Từng đạo thanh âm vang lên. Thiên tiêu tôn giả giơ tay lên. Bùa đầy trời xoay tròn mà lên, bồng bềnh giữa không trung. Các ngươi ai dám động đến quân sư muội chúng ta, bùa của ta liền đụng phá tường sắt, kích nổ cơ quan trận pháp, cùng các ngươi trùng đến chỗ chết. Thiên tiêu tôn giả khống chế vô số bùa, cơ hồ muốn áp sát tường vây. Sắc mặt võ giả ba tông chợt đại biến, một đám nhao nhao dừng bước,
ánh mắt toát ra kiêng kỵ nồng đậm. Bọn họ đều đã biết qua cơ quan trận pháp khủng bố, trong nháy mắt mũi tên phun ra, giống như là vô số khí tức cảnh đồng thời công kích, trong vòng nắm mét, cửu tử nhất sinh. Ba tông đứng song song với mạch chủ, cửu huyền không ai dám tiến thêm nửa bước nữa. Thay vì nghĩ làm thế nào để giết ta, chỉ bằng suy nghĩ cách có thể rời khỏi cấm địa. Nam Cung Quân lạnh lùng nói, đương nhiên, các ngươi nếu như có thể giết ta, ta ngược lại tùy thời phụng bồi. Nam Cung Quân chưa từng lo lắng cho an nguy của mình. Đằng sau cô có tám sư huynh làm chỗ dựa, ánh mắt Trạm Đông Sơn âm trầm bất định, nắm chặt nắm đấm. Rất nhiều người trong lòng đều không cam lòng. Trước đại điện cấm địa, an tĩnh lại, sâu trong biển, gần bình minh, sương mù dày đặc. Con thuyền phi nhanh, Sở Trần khống chế thuyền, xuyên qua sương mù, phía sau anh, một bộ áo đỏ lẳng lặng đứng thẳng, váy dài đong đưa trong gió. Đại khái chính là vùng biển này. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn xung quanh, dưới sóng biển đánh, thuyền như có thể lật bất cứ lúc nào. Sương mù rất nặng, mắt thường có thể nhìn thấy phạm vi không đến 10 mét. Liễu Như Nhạn nhíu mày, độ nhìn này, ở vùng biển mênh mông, muốn tìm được đảo vỏ sò, chỉ có thể dựa vào vận khí. Chờ mặt trời mọc, xua tan sương mù, tầm nhìn cao, có thể thấy rõ một chút. Sở Trần nói, anh một mực kìm ép lo lắng trong lòng. Mặt trời mọc vào buổi sáng sớm. Vạn trượng tia sáng xuyên qua sương mù dày đặc, tản ra trên mặt nước biển. Nhưng mà, trong lòng Sở Trần lại càng ngày càng trầm thấp. Vùng biển sương mù này, không có theo ánh mặt trời xuất hiện mà xua tan. Khó trách đảo vỏ sò lại khó tìm như vậy, dưới loại tình huống này, tìm như thế nào? Sở Trần không có cách khác, chỉ có thể ố, phạm vi vùng biển này xem xét xung quanh. Thử vận may, dựa vào duyên phận, trong lúc không biết, đã đến buổi chiều. Chúng ta phải quay về. Liễu Như Nhạn nói, nếu không, không kịp rồi. Rạng sáng nay, Sở Hạo Trúc xuất lĩnh đại quân hải tặc tiến công chiến Long Đảo. Sở Trần hít sâu một hơi, từ từ gật đầu. Chờ đại chiến kết thúc, trước tiên, lại đến tìm đảo vỏ sò. Nếu thật sự không tìm được, trong lòng Sở Trần cũng có quyết định. Anh cho mình một giới hạn 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, tìm không thấy đảo vỏ sò, không thấy được thiên bối lão nhân. Anh liền trực tiếp tiến vào cấm địa thiên ngoại thiên. Trỏ, về với tốc độ nhanh nhất, chạng vạng, Sở Trần lại một lần nữa lên thuyền lớn. Chú Sở, Tiên Tiên thấy Sở Trần, hô một tiếng. Sở Trần đi qua, ôm lấy Tiên Tiên lên, những người khác trong thuyền cũng đi ra. Nói cho mọi người biết một tin tức, Sở Trần nhìn mọi người xung quanh, mở miệng nói, rạng sáng nay, chúng ta sẽ cùng thiên ngoại thiên quyết một trận tử chiến, cho nên, mọi người đêm nay ngủ một giấc. Ngày mai thức dậy, là có thể về nhà. Trong lời nói của Sở Trần, mang theo tự tin cường đại. Trước khi cứu 9 vị sư phụ, Sở Trần không cho phép mình ngã xuống dưới đao của thiên ngoại thiên. Đương nhiên, Sở Trần cũng phải vì một người trên thuyền này an bài tốt đường lui. Sở Trần trực tiếp phân phó thuyền trưởng, nếu như trước khi trời sáng, không có tin tức của chúng tôi, ông lập tức khởi hành, đưa bọn họ về đất liền. Lúc Sở Trần rời đi, tất cả mọi người đi ra. Nhìn bóng lưng Sở Trần rời đi, đây chính là thiếu hiệp của cửu huyền môn A. Hốc mắt bà sáu ngón có chút mơ hồ, đại nghĩa như thế, ân tình như thế, người chiến Long Đảo, đời đời kiếp kiếp, ghi nhớ trong lòng. Nghiêm Phương Lệ ôm Tiên Tiên, Tiên Tiên, con phải nhớ kỹ, chú Sở Trần, là đại anh hùng của người chiến Long Đảo. Tiên Tiên dùng sức gật đầu, hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ Thiên Long Trang. Lúc Sở Trần trở về Thiên Long Trang, đám người Trạm Mục Tư đã một lần nữa trở về. Anh đi lại vài lần, võ giả chiến Long Đảo tụ tập vượt qua 200 người, trong đó có 2 tông sư đỉnh phong. Điều này khiến Sở Trần có chút bất ngờ. Chiến Long Đảo gặp phải tàn sát như vậy, còn có thể trong thời gian ngắn tụ tập một đội ngũ như vậy, điều này cũng nói rõ, nội tình chiến Long Đảo quả thật cường đại. Sở dĩ rơi vào tay giặc nhanh như vậy, chỉ có một nguyên nhân, nội tình thâm hậu hơn nữa. Cũng không bằng 8 đại khí thức cảnh thiên ngoại thiên đến. Trạm Mục Tư dẫn tất cả mọi người đến Đại viện Thiên Long Trang tập họp. Dưới ánh đèn chiếu rọi, từng gương mặt, xen lẫn các loại cảm xúc. Có người còn đang mê mang, có người nghi hoặc, có người phấn chấn, có người chờ mong. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trốn đông trốn tây, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, sợ bị đội tuần tra thiên ngoại thiên xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, Trạm Mục Tư dẫn người từ trên trời giáng xuống, nói cho bọn họ biết. Chiến Long Đảo đã được cử, trợ thủ cửu huyền môn đã lên chiến Long Đảo, muốn giải cứu người chiến Long Đảo dưới nước sôi lửa bỏng.
Nếu như không phải bên cạnh Trạm Mục Tư còn mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng của Chiến Long Đảo đi theo, bọn họ căn bản không thể tin được. Tối nay, bọn họ đều tập trung ở Thiên Long Trang. Trong phạm vi Chiến Long Đảo, võ giả Chiến Long Đảo còn ẩn núp, nhất định không chỉ có hơn 200 người này. Trạm Mục Tư trầm giọng mở miệng, nhưng, thời gian đã quá muộn, nhưng tôi tin, nếu như bọn họ nghe được tiếng kèn tiến công của chúng ta, nhất định sẽ đứng ra, kề vai chiến đấu với chúng ta. Trạm Mục Tư, cậu đã làm rất tốt rồi. Sở Trần vỗ vai Trạm Mục Tư. Trạm Mục Tư cười khổ. Hắn rất rõ, Sở Trần chỉ là ngoài mặt để cho hắn dẫn đội đi tập họp mọi người. Trên thực tế, Tiêu Quân Tử tiền bối một mực âm thầm bảo vệ bọn họ. Nhiều lần gặp phải đội ngũ tuần tra thiên ngoại thiên, đều là Tiêu Quân Tử tiền bối ra tay, đánh tan đội ngũ tuần tra thiên ngoại thiên, bọn họ mới có thể an toàn trở lại Thiên Long Trang. Thiên Bảo đạo sĩ cùng Chu Đại Tráng cũng đi ra. Động tĩnh náo loạn của chúng ta có chút lớn, thiên ngoại thiên hẳn là đã nhìn chằm chằm Thiên Long Trang, nhưng, lần này, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, đại khái là muốn tập trung lực lượng đến đối phó chúng ta. Chu Đại Tráng mỉm cười mở miệng, có chút đáng tiếc, con mồi chỉ có một người tới. Tới đây không phải là đúng lúc sao? Sở Trần mỉm cười, nếu như lực chú ý của thiên ngoại thiên đều hướng về Thiên Long Trang, đoàn người của cha đồ bộ Chiến Long Đảo sẽ càng thêm dễ dàng. Tối nay, cuối cùng phải chiến một trận. Sở Trần ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái, hít sâu một hơi, đứng ở chỗ cao, chậm rãi nói, tôi hiện tại tuyên bố kế hoạch hành động của chúng ta, mặc kệ thiên ngoại thiên có theo dõi Thiên Long Trang hay không, mục tiêu tiến công tối nay của chúng ta, có 5 mục tiêu. Liễu Như Nhạn khóe miệng khẽ nhếch lên, Sở Trần quả nhiên là muốn trực tiếp phá 5 ngục giam thiên ngoại thiên. Nhiệm vụ càng không có khả năng hoàn thành, anh càng muốn khiêu chiến. Nãm nơi. Chính là 5 ngục giam giam võ giả Trạm Thị. Sở Trần cất tiếng mở miệng, tôi không cần mọi người nhớ kỹ tôi là ai, mọi người chỉ cần nhớ kỹ, đêm nay, mọi người là vì Trạm Thị đánh một trận, vì quê hương của mọi người đánh một trận. Vì quê hương, Trạm Mục Tư nắm chặt đao trong tay, nhìn thân hình cao ngất đứng ở phía trước, giống như một thanh thần binh sừng sững, hào quang chói mắt. Thiếu chủ Cửu Huyền, Sở Trần, Sở Thiếu Hiệp, bọn họ không thể không nhớ rõ. Nếu trận chiến đêm nay bọn họ còn có thể sống sót, cái tên Sở Trần Cửu Huyền môn này, bọn họ cả đời đều ghi nhớ trong lòng. Ở Chiến Long Đảo rơi vào tay giặc, kế sách sống còn, là Sở Trần lên đảo, dẫn đội đánh một trận. Sở Trần mở bản đồ ra, thông báo cho mọi người vị trí cụ thể của 5 ngục giam. Trong mọi người, ai đối với địa hình 5 nơi này tương đối quen thuộc? Sở Trần mở miệng nói, Trạm Mục Tư dẫn đầu trả lời. Ngục giam cách nơi này gần nhất là một tòa nhà luyện võ trường của Trạm Thị cải tạo thành, tôi đến rất nhiều lần, đối với nơi đó tương đối quen thuộc. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Rất nhanh, hơn 200 người, chia làm 5 phương trận, nhân số cũng tương đối bình quân. Tôi sẽ đánh số 5 ngục giam từ gần đến xa, ngục giam số 1, mọi người sẽ cùng tôi tối nay hành động. Sỏ, chân mỏ, miệng, đám người Trạm Mục Tư và Trạm Vũ ở phương trận số 1, lúc này gật đầu, rõ. Bọn họ đã không thể chờ đợi. Ngục giam số 2, Liễu tỷ tỷ, giao cho tỷ. Sở Trần nhìn Liễu Như Nhạn. Liễu Như Nhạn nỏ, nụ cười xinh đẹp, không thành vấn đề. Ánh mắt các võ giả phương trận số 2 rơi vào trên người Liễu Như Nhạn, thần sắc giật mình. Người phụ nữ xinh đẹp này thoạt nhìn nhu tình như nước, ngọc thủ mảnh khảnh có loại cảm giác bị gió lớn thổi qua sẽ bẻ gãy. Vẫn chưa giới thiệu với mọi người. Sở Trần mỉm cười, Liễu Như Nhạn. Vốn là thánh nữ Bách Hoa Cung, khí tức cảnh. Khi Sở Trần nhắc tới Bách Hoa Cung, đông đảo võ giả đều tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua, nhưng ba chữ khí tức cảnh hạ xuống, bọn họ đều khiếp sợ. Tôi phỏng chừng, ngục giam đầu tiên chiếm hạ tối nay chính là ngục giam số 2. Sở Trần nói, tấm bản đồ này, chính là Liễu tỷ tỷ tự mình đi điều tra sau đó vẽ ra. Nghe vậy, võ giả phương trận số 2 nhất thời kích động, thần sắc chờ mong. Ngục giam số 3, Sở Trần mỉm cười nhìn về phía Thiên Bảo đạo sĩ, Thiên Bảo sư thúc. Thiên Bảo đạo sĩ gật đầu, không thành vấn đề. Vậy số 4, Sở Trần vừa mới mở miệng, Chu Đại Tráng liền giành trước cắt đứt, ngục giam số 4 giao cho Tiêu Quân Tử ta đi. Hắn cũng không muốn Sở Trần ở trước mắt bao người gọi hắn một tiếng Đại Tráng sư thúc. Trong 2 ngày hành động này, Chu Đại Tráng toát ra tư thái tiêu sái, mỗi người một tiêu, phiêu giật tự nhiên. Danh tiếng Đại Tráng, thật sự ảnh hưởng đến tư thái tiêu sái của hắn. Về phần ngục giam số 5, Sở Trần nhìn qua, phương trận số 5 có một võ giả tông sư đỉnh phong xuất lĩnh. Vị tiền bối này,
bốn vị trí của chúng tôi tận khả năng kiềm chế khí tức cảnh của đối phương, nhà tù số 5, cũng chỉ có thể dựa vào chính mọi người. Lão Tông Sư họ Trạm tên đồ, bối phận ở Chiến Long đảo cực cao. Lúc này, đôi mắt Trạm đồ kiên định gật đầu, chúng tôi nhất định toàn lực ứng phó. Sở Trần nhìn thoáng qua thời gian, 9 giờ tối, rời Thiên Long Trang. Sở Trần trầm giọng nói, rạng sáng 30 phút, tôi sẽ dẫn đầu tiến công ngục giam số 1,5 phút sau Liễu Tỷ Tỷ, tỷ dẫn người tiến công ngục giam số môn, cứ như vậy mà su ước ra. Mọi người gật đầu, bọn họ đều hiểu rõ dụng ý Sở Trần sắp xếp như vậy, trọng điểm rời hỏa lực của Thiên Ngoại Thiên đi mấy ngục giam phía trước. Dù sao, phương trận số 5 không có khí tức cảnh xuất lĩnh. Mà nửa giờ sau Sở Trần khởi xướng chiến đấu, sẽ là lúc Sở Hạo Trúc thành lập đại quân hải tặc lên đảo. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi và hồi phục, Sở Trần lại một lần nữa ngồi trên nóc nhà, trong tay lấy ra ốc biển nhỏ. Sở Trần thử một lần nữa thấm khí tức tiến vào bên trong ốc biển nhỏ. Khí tức của quân tỷ tỷ biến mất vô tung vô ảnh. Không biết chín vị sư phụ bây giờ thế nào? Thanh âm Sở Trần trầm thấp, quân tỷ tỷ cắt đứt liên lạc giữa hai ốc bìa nhon. Ba tông võ giả còn lại nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạch chủ cửu đại cửu huyền môn, có 102 thiên hạ, cho dù võ giả ba tông muốn đối phó bọn họ, cũng không dễ dàng. Liễu Như Nhạn nói, quân tiên tử thông minh như vậy, cô ấy khẳng định có biện pháp ứng phó. Hy vọng vậy, Sở Trần thu hồi ốc biển nhỏ, lấy điện thoại ra. Phía sau đài cục đặc chiến, Giang Ánh Đào gửi cho anh không ít tin tức. Sở Trần, tình huống hiện tại trong Chiến Long đảo là gì? Quân đoàn liên hải tặc của chúng tôi đã lên đường. Sở đội trưởng, người của anh đâu? Sở Trần, bên anh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Anh cũng đừng hù dọa Sở phu nhân. Tàu của chúng ta đã đến gần vùng biển Chiến Long đảo. Còn có tin nhắn của Giang Khúc Phong. Nghe nói người không biết tin tức, đi làm gì? Tất cả đều đặt dấu chấm hỏi cách vài phút. Chiến Long đảo hoàn toàn không có tín hiệu điện thoại bên ngoài. Đám người Sở Trần liên lạc chỉ có thể dựa vào tín hiệu đặc thù phía sau đài cục đặc chiến. Cho nên, Giang Ánh Đào cùng Giang Khúc Phong đều chỉ có thể không ngừng để lại tin nhắn. Một ngày nay lực chú ý của Sở Trần hoàn toàn ở trên người chín vị sư phụ, hoàn toàn không nhớ tới cầm điện thoại xem tin tức phía sau đài cục đặc chiến. Vội vàng trả lời Giang Ánh Đào, chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nửa giờ trước khi rạng sáng, sẽ tạo ra hỗn loạn ở Chiến Long đảo, mọi người có thể nhân cơ hội lên đảo. Vùng biển mênh mông, tay Giang Ánh Đào nắm chặt điện thoại, đứng ngồi không yên. Sở Trần đã mai danh ẩn tích suốt một ngày, thân ở Chiến Long đảo, phát sinh tình huống như vậy, cô đương nhiên vô cùng lo lắng. Ngồi bên cạnh Giang Ánh Đào là một vị phu nhân xinh đẹp, dung quang rạng rỡ, mỹ mạo động lòng người, một thân hoa quý, nhưng khiến người ta có cảm giác lại không có bất kỳ tục khí nào. Bà phảng phất là nữ vương trời sinh đã có thể khống chế châu quang bảo khí, chính là mẹ Sở Trần, khi nhìn thấy Giang Ánh Đào, bà bảo Giang Ánh Đào gọi bà là Sở phu nhân. Sở phu nhân là con gái Bối Thị, Bối Uyển Thanh. Bên ngoài khoang thuyền, người đàn ông áo trắng Sở Hạo Trúc, hai tay chắp sau lưng, mười mấy người đứng trước mặt ông, bọn họ đều là thủ lĩnh của các thế lực hải tặc tung hoành vùng biển, nhưng giờ phút này, một đám thần sắc kiêng kỵ, hoảng sợ. Người đàn ông trước mắt này, khiến bọn họ có loại sợ hãi xuất phát từ linh hồn. Như ta đã nói, tối nay là trận chiến các ngươi chuộc tội. Sở Hạo Trúc thản nhiên mở miệng, có thể chuộc tội hay không? Tùy thuộc vào biểu hiện của các ngươi. Trong mười mấy người này, có đủ loại khuôn mặt màu da, Sở Hạo Trúc cũng mặc kệ bọn họ có nghe hiểu toàn bộ hay không, vung tay lên, trở về vào vị trí, chờ ta ra lệnh. Sở Hạo Trúc đi về khoang thuyền, Tiểu Trần hiện tại còn chưa có tin tức, Bối Uyển Thanh đứng lên, chúng ta hành động trước đi. Sở Hạo Trúc ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời, thuyền đã tàng tốc độ, đến gần Chiến Long đảo. Lúc này, điện thoại của Giang Ánh Đào rung lên một chút. Lông mày Giang Ánh Đào nhảy dựng lên, vội vàng mỏ, điện thoại ra, thốt lên, Sở Trần trả lời tin nhắn. Ánh mắt hai vợ chồng nhìn về phía Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào mừng rỡ, có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, Sở Trần trả lời, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, 30 phút trước khi chúng ta tiến công Chiến Long đảo, hắn sẽ ở Chiến Long đảo tạo ra hỗn loạn. Hảo tiểu tử, lại còn cùng chúng ta chơi tim đập. Bối Uyển Thanh nở nụ cười, Sở Hạo Trúc gật đầu. Vùng biển mênh mông, hơn 10 chiếc thuyền lớn xếp thành hàng dài. Tiến về phía Chiến Long đảo, gió đêm quét như điên, Chiến Long đảo, gió lạnh gào thét. Đại điện dòng tộc Trạm Thị, hiện giờ bị Thiên Ngoại Thiên chiếm đoạt, đại điện tối nay, đèn đuốc sáng trưng, cường giả tụ tập. Xa xa,
một đạo khí tức cường đại tới gần, rất nhanh liền đến đại điện. Đặc phái viên Hạng Nhiễm từ lãnh địa Nghiêm thì tới. Trong đại điện, mọi người mừng rỡ. Một người đàn ông mặt đầy râu cước bộ như gió, bước vào đại điện, cười ha ha, như thế nào? Gặp phải chuyện gì, lại có thể làm cho từ đặc phái viên Nghiêm trận chờ đợi như vậy, đều tập hợp khí tức cảnh lại. À, sao không thấy vạn đặc phái viên? Vạn Ba Nam mất tích rồi. Người được xưng là từ đặc phái viên, họ từ tên Hậu Trạch, giờ phút này, thần sắc hơi trầm thấp, một cỗ lực lượng không biết từ đâu lẻn vào Chiến Long Đảo, trong vài ngày ngắn ngủi, liên tục có tiểu đội tuần tra mất tích, ta an bài Vạn Ba Nam đi điều tra, mục tiêu là Thiên Long Trang, kết quả, hắn một đi không trở lại. Vừa dứt lời, đặc phái viên Hạng Nhiễm nhất thời thu hồi nụ cười, ngay cả khí thức cảnh cũng một đi không trở lại, điều này đủ để nói rõ tầm quan trọng của sự tình. Khó trách từ Hậu Trạch muốn tập hợp toàn bộ đặc phái viên trên Chiến Long Đảo lại bố trí hành động tiếp theo. Chiến Long Đảo là mục tiêu chiến lược quan trọng của Thiên Ngoại Thiên đi ra bên ngoài, 8 người bọn họ thân kiêm trọng trách, không thể để mất. Có thể khẳng định chính là bên trong Thiên Long Trang, có võ giả khí tức cảnh, mặc dù chúng ta không biết bọn họ đến từ đâu. Lời nói của từ Hậu Trạch vừa dứt, đồng tử của một đặc phái viên chợt co rụt lại, chẳng lẽ là bọn họ đi ra khỏi cấm địa. Từ Hậu Trạch quát một tiếng, đời này, đã từng thấy người sống đi ra khỏi cấm địa Thiên Ngoại Thiên chưa? Những người còn lại gật đầu, võ giả khí tức cảnh 4 tông đều vào cấm địa Thiên Ngoại Thiên, cũng không loại trừ bọn họ lưu lại hậu thủ. Từ Hậu Trạch trầm giọng nói, hôm nay trên Thiên Long Trang, chính là hậu thủ của bọn họ. Vậy còn chờ cái gì nữa, xuất phát đi, mặc kệ là ai, trực tiếp tiêu diệt. Hạng Nhiễm hào khí nói, hiện giờ trong đại điện, 7 đại khí tức cảnh. Cho dù 4 tông lưu lại hậu thủ, cũng không có khả năng có được 7 khí tức cảnh. Ta đã triển khai rồi. Từ Hậu Trạch trầm giọng nói, Hạng đặc phái viên, người xuất lĩnh một đội ngũ, từ phía đông nam tiến vào Thiên Long Trang. Mỗi một vị đặc phái viên đều dẫn đầu một đội ngũ. Không chỉ phải vây công Thiên Long Trang, còn phải chặn tất cả đường lui của bọn họ. Còn nữa, ta đã phái người lục soát bờ biển gần Thiên Long Trang, địa hình bên kia phức tạp. Có thể có lộ tuyến chúng ta không biết ra vào Chiến Long Đảo. Từ Hậu Trạch vung tay lên, xuất phát, cơ hồ cùng một lúc, Thiên Long Trang, nóc nhà, Sở Trần khỏe miệng dương lên, xuất phát. Nám đội ngũ, dưới bóng đêm hư ẩn, tản ra xung quanh, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng nửa tiếng, bù, 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 mấy đạo khí tức cường đại đến Thiên Long Trang. Thiên Long Trang, không có người. Báo cáo đặc phái viên. Phát hiện thấy thi thể của các đội viên tuần tra mất tích. Bên trong hầm, thi thể của vạn đặc phái viên được tìm thấy. Sắc mặt vài đặc phái viên nhất thời âm trầm xuống. Bên trong Thiên Long Trang, quả thật trà trộn vào lực lượng không biết, thế nhưng, bọn họ đến trễ một bước. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Từ Hậu Trạch nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tức giận, toàn lực tìm kiếm. Phong tỏa lối ra khỏi đảo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. 7 đặc phái viên đều không rời khỏi Thiên Long Trang, đội tuần tra Thiên Ngoại Thiên của Chiến Long Đảo toàn bộ đều phát động, tìm kiếm xung quanh. Thần hồn nát thần tính, những đội tuần tra này, cũng không phải toàn bộ đều là đến từ Thiên Ngoại Thiên, trong đó có không ít võ giả Chiến Long Đảo đầu hàng, làm nô dịch, trở thành một thành viên của đội tuần tra. Dưới màn đêm đen kịt, những võ giả Chiến Long Đảo đã lộ diện dưới sự truy tìm thảm khốc với cường độ cao này, xung quanh đều có tin tức chiến đấu truyền đến. 7 đặc phái viên ngồi vững trên Thiên Long Trang, tình cảnh náo loạn nhỏ, không đáng để bọn họ ra tay. Trên đỉnh núi trong đêm tối, hàn khí lạnh như báng bao phủ trên thân thể gầy gò run rẩy, thanh niên 13-14 tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm, thi triển một bộ kiếm pháp, ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, hắn nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể thấy được nơi ánh đèn, nắm chặt trường kiếm trong tay, đôi mắt tràn ngập thù hận. Hắn biết nơi ánh đèn chiếu sáng. Từng là nơi nghỉ ngơi luyện võ trường của bọn họ, mỗi ngày hắn đều học kiếm pháp ở đó. Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, nơi đó, trở thành một ngục tù. Cha hắn, ông nội, đang bị nhốt trong đó. Thanh niên Trạm Ngao, là bà nội liều chết cứu cậu ra, chạy trốn đến ngọn núi này. Trên đỉnh núi có một cái động cất giữ, lương thực khẩn cấp, ở chỗ này, trốn hơn một tháng. Chỉ có cậu và bà nội, Tiểu Ngao, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Bà lão chống nạng đi ra. Bà tuy rằng là một võ đạo tông sư, nhưng trải qua mấy lần chiến đấu, chịu thương tích không nhẹ. Tám Trạm Ngao thu hồi ánh mắt, vội vàng lau nước mắt khóe mắt, bà nội, con luyện kiếm pháp một lần nữa liền nghỉ ngơi. Bà lão nhìn Trạm Ngao, trong lòng đau đớn, đứa nhỏ này,
hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Lúc chạm ngao luyện kiếm, bà lão cũng nhìn ra ánh đèn xa xa, thân thể run rẩy nhẹ nhàng. Mỗi ngày bà đều có thể nhìn thấy nơi giam giữ người thân của mình, thế nhưng, bất đắc dĩ mình không có bản lĩnh cứu bọn họ ra. Rất lâu, chạm ngao lại luyện kiếm pháp một lần nữa, đi tới bên cạnh bà lão, nhẹ nhàng mở miệng, bà nội, bà nói xem, có thể có người đi cứu ông nội cùng cha hay không? Bà lão ôm chạm ngao vào trong ngực, thanh âm khẽ run rẩy, an ủi, có, nhất định sẽ có, đôi mắt bà lão nhòe đi vì nước mắt. Chiến Long Đảo bây giờ, ai có thể cứu a? Chạm ngao nắm chặt kiếm trong tay. Bỗng nhiên, trong mắt chạm ngao mở to, bà nội, bà xem, bên kia có một chùm ánh sáng. Lúc này, một tiếng động trời vang vọng, ánh sáng lấp lánh, bắt mắt, tâm thần bà lão chấn động, nhìn lại, thốt ra, là tín hiệu cầu viện của thiên ngoại thiên, lão nhân bỗng nhiên ánh mắt kích động, chẳng lẽ là có người cướp ngục. Bà lão không dám tin, nhưng lúc này, lại vang lên một tiếng, cách quá xa, bọn họ không nghe thấy thanh âm khác, nhưng bà lão đã xác định, nhất định là có người cướp ngục, hơn nữa, còn tạo ra phiền toái cho lực lượng phòng ngự ngục giam thiên ngoại thiên. Chạm ngao nhất thời kích động, bà nội, còn phải đi hỗ trợ. Bà lão theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng giờ phút này, ánh mắt chạm ngao tràn ngập khát vọng. Cậu muốn đi cứu người thân ra. Nửa hồi, bà lão đột nhiên ném nặng trong tay ra ngoài, Tiểu Ngao, cầm đao của bà nội tới. Không sai, Sở Trần bắt đầu hành động. Sau khi tiếp cận ngục giam số 1, Sở Trần quyết đoán phá hủy phòng ngự của ngục giam số 1 bằng phương pháp khắc nghiệt. Các võ giả Chiến Long Đảo khí thế như cầu vồng, giết về phía ngục giam. Thiên ngoại thiên, cầu cứu khẩn cấp, tiếng hô giết rung trời. Thiên Long Trang, bảy đại cường giả đồng thời nhìn về một hướng. Sắc mặt Từ Hậu Trạch âm trầm xuống. Bọn họ không có chạy trốn, ngược lại là tấn công chúng ta. Đây là bảy người tuyệt đối không ngờ tới. Bọn họ phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm xung quanh, đồng thời phong tỏa các lối ra. Chính là không cho lực lượng thần bí lẻn vào Chiến Long Đảo chạy trốn. Nhưng thật không ngờ, cỗ lực lượng này chẳng những không có chạy trốn, ngược lại phát động tiến công ngục giam bọn họ giam giữ võ giả Trạm Thị. Cỗ lực lượng này, chẳng lẽ thuộc về Chiến Long Đảo? Hạng Nhiễm thốt ra, dù sao, nếu như là thể lực bên ngoài mà nói, làm sao có thể vì Chiến Long Đảo mà mạo hiểm lớn như vậy cùng thiên ngoại thiên quyết một trận tử chiến? Từ Hậu Trạch vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh lẽ như lạnh, mặc kệ bọn họ đến từ đâu, tối nay khiêu khích thiên ngoại thiên như thế, bọn họ là tự chịu diệt vong. Bảy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời phá không mà đi, hướng về phương hướng chấn thiên vừa rồi. Tuy nhiên, nắm phút sau, xa hơn, một tiếng nổ lớn. Vẫn là thiên ngoại thiên, tín hiệu cầu viện, khuôn mặt Từ Hậu Trạch âm trầm xuống, hắn mơ hồ cảm giác, mình có lẽ đánh giá thấp cỗ lực lượng này lẻn vào Chiến Long Đảo. Bọn họ lại cơ hồ đồng thời công kích hai ngục giam, ở Chiến Long Đảo, dám phân tán lực lượng của mình như thế, bọn họ lấy đâu ra sức mạnh. Nếu như Từ Hậu Trạch không phải đối với cấm địa thiên ngoại thiên đặc biệt hiểu rõ mà nói, quả thực đều muốn hoài nghi có phải hay không 12 cường giả khí tức cảnh Chiến Long Đảo từ cấm địa đi ra. Nam ngục giam ở Trạm Thị lãnh địa phân bố hình quạt, lúc trước, Từ Hậu Trạch lựa chọn mấy nơi này để giam giữ võ giả Trạm Thị, là bởi vì bất kỳ một chỗ nào xảy ra vấn đề. Bọn họ đều có thể khẩn cấp viện trợ trước tiên. Nhưng không nghĩ tới, tối nay, lại có hai chỗ, không? Chiến Long Đảo tối nay nhất định không yên tĩnh. Bắt đầu từ ngục giam số 1, số 2 hành động, số 3 hành động, võ giả thiên ngoại thiên có chút hoảng hốt, bọn họ có loại cảm giác đối mặt với thiên quân vạn mã, nhao nhao phát ra tín hiệu cầu viện, thanh âm nổ tung quanh quẩn trên bầu trời Chiến Long Đảo. Mục tiêu của họ là năm ngục giam, ánh mắt Từ Hậu Trạch lạnh như bàng. Bất kỳ một ngục giam nào bị phá, chúng ta đều không thể chấp nhận. Kiêu ngạo trong lòng võ giả thiên ngoại thiên, xa xa vượt qua võ giả Chiến Long Đảo. Từ Hậu Trạch coi vụ cướp ngục của đối phương coi là khiêu khích, đã như vậy, hắn sẽ cường thế trấn áp. Hạng Nhiễm, người xuất lĩnh một đội ngũ trợ giúp ngục giam Kính Sơn. Ngục giam Kính Sơn trong miệng Từ Hậu Trạch, chính là ngục giam số 2 trên bản đồ của Sở Trần. Bảy khí tứ cảnh, mỗi người đều có mục đích. Bao gồm cả Sở Trần không cách nào sắp xếp khí tức cảnh đến ngục giam số 5, Từ Hậu Trạch đều sắp xếp khí tức cảnh đi tới trợ giúp. Ta ngược lại muốn xem, người đánh một trận với 7 người chúng ta như thế nào. Tốc độ của Từ Hậu Trạch không giảm, chạy như điên về phía ngục giam số 1, bên cạnh hắn còn có hai khí tức cảnh đi theo, tùy thời ứng phó tình huống bất ngờ. Ngục giam số 1, luyện võ trường Trạm Thị, ánh đèn sáng suốt.
Sở Trần lập tức vung kiếm, dưới chân anh có một cỗ thi thể, chính là võ giả đỉnh phong trấn thủ nơi này, Sở Trần chém hẳn, không cần tốn nhiều sức. Xông vào, Trạm Mục Tư phấn chấn kích động, giết đỏ mắt, trên người hắn còn có mấy vết thương, nhưng giờ khắc này, Trạm Mục Tư không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ có phấn chấn, điên cuồng giết vào trong ngục giam. Phòng thủ của ngục giam đã bị phá vỡ. Sở Trần không có đi vào bên trong, tay cầm trường đao, đứng ở chỗ cao trong ngục giam, anh tin, khí tức cảnh của đối phương, sắp tới. Vị trí này của anh là phát động công kích đầu tiên, bị phản công cũng khẳng định lớn nhất. Sở Trần có chuẩn bị tâm lý, tiếng giết vang lên bốn phía. Ngục giam số 2, đông đảo võ giả Trạm thị đi theo Liễu Như Nhạn, ngay từ đầu bọn họ còn có chút lo lắng Liễu Như Nhạn có thể phát huy thực lực của mình dưới tình huống như vậy hay không. Nhưng theo tiếng kèn tiến công thổi ra, bọn họ tận mắt chứng kiến hình ảnh một bộ áo đỏ đánh đâu thắng đó, cả đám đều kinh ngạc, chợt là mừng như điên. Trước mắt, quả thực chính là một nữ chiến thần. Trong ngục giam có không ít cơ quan ẩn nấp, còn chưa kịp khởi động, trực tiếp đã bị cô phá hư. Lấy tư thái hủy diệt, trực tiếp xuyên qua tòa nhà giam này. Bọn họ rốt cục hiểu được, vì sao Sở Trần sẽ nói, ngục giam số 2, tuyệt đối là công phá nhanh nhất. Sở Trần hiểu rõ thực lực của vị nữ chiến thần này a. Trong ngục giam có không ít võ giả Trạm thị, thanh âm chiến đấu lớn bên ngoài đã sớm khiến cho không ít người chú ý. Khi nhìn thấy một bộ áo đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, phiêu nhiên đến, không ít người đầu tiên là theo bản năng sửng sốt, chợt mang theo kích động, sợ hãi nằm mơ cô, là đến đây để cứu chúng tôi sao? Đại thương sư thúc, chúng tôi tới cứu người. Đột nhiên phía sau có một giọng nói hét lên, Thiên Không trưởng lão. Là chúng tôi, Cửu Huyền Môn cùng Bách Hoa Cung liên thủ, lên Chiến Long Đảo, đến giải cứu chúng ta. Dựa theo từng tiếng hô to, võ giả Trạm thị, giết vào ngục giam. Trong ngục giam các võ giả Trạm thị đang bị giam giữ sôi trào. Bọn họ nghĩ rằng cái chết sẽ là kết thúc nhất định của họ, trước đêm nay, không ai dám hy vọng xa vời rằng họ có thể rời khỏi ngục giam. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có võ giả Trạm thị bị tra tấn đến muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là nơi luyện ngục. Giờ khắc này, nơi luyện ngục, thần nữ giáng xuống. Bịch, Liễu Như Nhạn quét sạch phòng ngự của Thiên Ngoại Thiên trong này một lần, lập tức lao ra bên ngoài, ta đi ra ngoài ngăn cản viện binh của Thiên Ngoại Thiên, các ngươi phụ trách cứu người. Trận chiến không hề báo trước này bắt đầu ở lãnh địa Trạm thị của Chiến Long Đảo. Một đêm nay, không ít võ giả Trạm thị ẩn núp khắp nơi cũng mơ hồ, cũng có không ít thám dò tới gần những phương hướng này. Trạm Ngao chạy tới. Cậu cầm kiếm dài, bà nội cầm đao lớn, không chút do dự xông vào chiến trường. Sở Trần cũng chú ý tới một màn này, theo bản năng giật mình, lập tức trong lòng cảm khái, sau khi quê nhà bị hủy, có chút sức mạnh, thật sự không phải chỉ dựa vào thực lực cảnh giới có thể biểu hiện ra. Bọn họ còn có thể bảo vệ quê hương bằng chính máu của mình. Xa xa, cường giả khí tức đang đến gần. Sở Trần ngẩng đầu lên, rốt cục cũng sắp tới. Lại có ba người tới. Sở Trần cảm giác được ba cỗ khí thức cảnh, nhất thời hiểu được sắp xếp của Thiên Ngoại Thiên, ngục giam số 1 ba người trợ giúp, bốn chỗ ngục giam còn lại, mỗi người phái một khí thức cảnh, đồng thời, bọn họ còn tùy thời chuẩn bị trợ giúp đối phương. Sở Trần khóe miệng khẽ nhếch lên, may mắn trước khi chuẩn bị xuất phát, mình chỉ hoãn hành động cứu viện của ngục giam số 5. Trạm Đồ dẫn người ẩn núp xung quanh ngục giam số 5, đợi đến khi đại quân hải tặc tấn công Chiến Long Đảo, bọn họ lại tùy thời mà động. Sở Trần đứng ở điểm cao nhất của ngục giam, dưới ánh đèn chiếu rọi, dưới chân anh, chiến đấu đang nóng lên. Sở Trần dẫn võ giả Trạm thị đến chỉ có hơn 50 người, thế nhưng, theo chiến đấu tiến hành, Sở Trần phát hiện, võ giả Trạm thị từ các nơi xuất hiện càng ngày càng nhiều. Nơi này, vẫn là địa bàn của Trạm thị. Sở Trần nhìn xa xa, từ hậu trạch đã chạy tới ánh mắt cũng rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần trẻ tuổi khiến từ hậu trạch âm thầm giật mình. Ánh mắt nhìn lướt qua Sở Trần mấy lần, ngươi là ai? Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, Cửu Huyền Môn, Sở Trần. Từ hậu trạch lại lần nữa giật mình, không thể tin được. Người đêm nay ở Chiến Long Đảo gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại đến từ Cửu Huyền Môn. Hai đặc phái viên khí thức cảnh bên cạnh từ hậu trạch cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nơi này chính là Chiến Long Đảo, giữa Cửu Huyền Môn và Chiến Long Đảo, thậm chí còn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cường giả Cửu Huyền Môn sẽ xuất hiện ở cái chỗ này. Rất nhanh, từ hậu trạch phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lạnh lùng, Cửu Huyền Môn, có chút xen vào việc của người khác. Sở Trần cười khanh y, chuyện chính nghĩa,
làm sao có thể gọi là việc đâu đâu. Động thủ, ba người từ hậu trạch cơ hồ đồng thời lấy cung tiễn phía sau. Cong cung, bắn cung, ba mũi tên xẹt qua đêm tối, phá không mà vang lên. Bắn về phía Sở Trần với tốc độ cực nhanh. Bọn họ đều nhìn ra khí tức cảnh của Sở Trần, khi nhìn thấy Sở Trần trước tiên liền muốn động thủ, đối với kẻ địch nói nhảm chính là lãng phí an toàn tính mạng của mình. Vèo, 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 cung tiễn của ba người cũng không có một phát liền dừng, tiễn thuật sớm đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đồng thời phối hợp cũng rất an ý. Sau khi bắn ra mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai cơ hồ đồng thời đi theo ra, phân biệt phong tỏa mấy phương hướng Sở Trần có thể tránh né. Còn có mũi tên thứ ba. Ba đại khí thức cảnh, trong thời gian cực ngắn, đồng thời phát ra ba mũi tên. Chín mũi tên giống như tử thần bao trùm mà đi. Ánh mắt từ hậu trạch lạnh lùng, hắn chán ghét Sở Trần nói cái gì chính nghĩa, thiên ngoại thiên mới là chính nghĩa. Trên đời này, truyền thừa võ giả thật sự là thiên ngoại thiên, các ngươi đều là dị chủng. Từ hậu trạch thản nhiên mở miệng, hiểu chưa? Đồng tử ba người trong nháy mắt lại ngưng động lại. Cửu tiễn sát chiêu này. Bọn họ cho rằng Sở Trần đến từ cửu huyền môn không có khả năng né tránh, nhưng giờ phút này, Sở Trần bình yên vô sự. Hơn nữa, trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực độ, mũi nhọn của kim bạc xẹt qua. Né tránh, từ hậu trạch giật mình, thân pháp đối phương lại cao thâm như thế. Đương nhiên, Sở Trần nếu như muốn dựa vào kim châm độ mệnh thuật liền bắt được ba đại cường giả khí thức cảnh, vậy cũng không có khả năng. Hai bên mỗi người một vòng thám dò. Chiến đấu trong khoảnh khắc bộc phát. Sở Trần tay cầm trường đao, một mình lực chống lại ba đại khí tức cảnh. Một màn này rơi vào trong mắt không ít võ giả trạm thị phía dưới, ánh mắt đều toát ra nóng bỏng cùng sùng bái. Hầu hết họ đều lớn tuổi hơn Sở Trần. Cửu huyền môn, thật sự rất giỏi a. Am, 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 Sở Trần dốc hết toàn lực cùng ba đại khí tức cảnh đọ sức, mục tiêu của anh không phải là đánh bại đối phương, mà là cùng bọn họ đọ sức, chờ đợi tin tức khác truyền đến. Đây vừa vặn chính là sở trường của Sở Trần, thân pháp nghênh phong liễu bộ của anh phối hợp với tinh thần thổ nạp thuật kéo dài không ngừng nội lực chống đỡ, đọ sức giữa ba đại khí tức cảnh, thoạt nhìn thành thạo. Ngục giam số 2, Hạng Nhiễm và Liễu Như Nhạn cũng chống nhau, giữa hai người hình thành sự tương phản cực kỳ mãnh liệt, một bên là đại hán vạm vỡ, tay cầm đại đao, một bên là nữ thần tư thái uyển truyền, tay ngọc trắng nõn cầm một thanh chủy thủ. Thoạt nhìn thực lực của hai bên tựa hồ hoàn toàn không dưới cùng một cấp độ, thế nhưng, ánh mắt Hạng Nhiễm dần dần toát ra kiêng kỵ mãnh liệt, thực lực của người phụ nữ trước mắt, lại không hề ố, dưới hắn. Chiến long đảo đêm tối, thanh âm chém giết chấn thiên. Trước vách đá, lưu vực đá ngầm u ám, một chiếc thuyền lớn dừng lại. Nghiêm Phương Lệ ôm Tiên Tiên, những người còn lại cũng đi ra ngoài khoang thuyền, nhìn ra xa xa, hướng chiến long đảo. Tất cả họ đều biết rằng trận chiến đã bắt đầu. Bọn họ không có cách nào giúp đỡ, họ chỉ có thể cầu nguyện trong im lặng. Mẹ, chú Sở có thể đánh thắng đám tên xấu kia không? Tiên Tiên nhẹ giọng mở miệng. Có thể, nhất định có thể. Nghiêm Phương Lệ thấp giọng cho Tiên Tiên tín nhiệm, con người cũng toát ra kiên định. Nhất định có thể, lúc này, xa xa, bỗng nhiên có bóng người xuất hiện. Có phải Sở thiếu hiệp bọn họ đã trở lại không? Trên khoang thuyền có người vui mừng. Nhưng mà... rất nhanh, sắc mặt đều thay đổi mạnh mẽ. Không hay rồi, là đội tuần tra của thiên ngoại thiên. Xong rồi, ống đứa bé vào trốn kỹ, người còn có thể chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, đội tuần tra của thiên ngoại thiên hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, một đạo thanh âm vui mừng hô to, thì ra nơi này có một con đường A, phía trước còn có một chiếc thuyền. Nghe có vẻ như là một số thanh âm của người già trẻ nhỏ, giết sạch chúng. Tiếng kêu gào, kèm theo ánh đao. Thuyền trưởng đi ra, hắn đến từ cục đặc chiến, cũng là một võ đạo tông sư. Nhưng mà, còn không đợi thuyền trưởng ra tay, xa xa, một đạo thân ảnh như từ trên trời giáng xuống xuất hiện. Một thân áo đen, khuôn mặt lãnh khốc, ra tay như điện, sắc bén bá đạo. Thực lực của Giang Khúc Phong đã càng ngày càng gần tông sư đỉnh phong. Giờ phút này Giang Khúc Phong ra tay không chút lưu tình, hắn vừa lúc nghe thấy thành viên đội tuần tra này hô ra mấy câu kia. Ngay cả già trẻ gái trai cũng giết sạch, đây là một đám súc sinh. Thuyền trưởng giật mình, phía sau truyền đến một chùm ánh sáng. Rất nhiều phụ nữ và trẻ em trạm thị trên thuyền nhao nhao quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên. Bọn họ lại nhìn thấy mấy chiếc thuyền lớn, hướng bên này mà đến. Trên thuyền có rất nhiều người, tay cầm vũ khí. Giết, thuyền lớn còn chưa tới gần, đã có không ít người nhảy xuống, xông về phía đội tuần tra thiên ngoại thiên.
những người này, là đến giúp chúng ta à? Trang phục của bọn họ, không phải là cướp biển chứ? Còn có không ít người cầm vũ khí nóng, mặc dù súng ống đối với võ đạo tông sư mà nói đã rất khó phát huy tác dụng, nhưng đối phó với đội tuần tra thiên ngoại thiên, đây chính là vũ khí giết người. Tiếng súng vang lên bốn phía, tiếng giết chấn thiên, quân đoàn hải tặc liên hợp, tiến vào chiến long đảo. Nghiêm Phương Lệ kích động, cô tuyệt đối không ngờ còn có một cỗ lực lượng trợ giúp chiến long đảo như vậy. Tối nay, người chiến long đảo thật sự có thể triệt để được cứu. Oanh oanh oanh, toàn bộ chiến long đảo, bốn phương tám hướng, đều dâng lên tín hiệu cầu viện của thiên ngoại thiên. Yêu cầu viện trợ, yêu cầu viện trợ, yêu cầu viện trợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.